Thu Hà rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh truyện. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin tiếp tục gửi tới các bạn một bộ truyện rất hay và thú vị. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nếu như các bạn yêu thích giọng kể của Thu Hà, các bạn có thể ấn like và chia sẻ kênh để mọi người cùng biết đến nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sẽ có những giờ phút nghe chuyện thật vui vẻ. Cô giàu xinh quá. Nó mới 22 tuổi thôi đấy. Nhìn sinh gái thế Lại lấy ông già 65 tuổi Lại còn bị tai biến nữa chứ Đúng là phí cuộc đời Mà nghe đồn Là nó lấy ông Thành Để lấy tiền trả nợ cho bố nó thôi Bố nó nghiện lòi ra mà Kể ra nhiều tiền cũng sướng nhỉ Kiếm ngay được một em trẻ măng Lại xinh gái về hầu hạ mình Đó là những lời xì xào bàn tán Mà tôi nghe được Trong chính ngày cưới của mình Tôi tên là Thu Kiều, Năm nay tôi 22 tuổi Vì hoàn cảnh gia đình Nên tôi nghỉ học sớm Và theo mẹ đi làm ở công ty may Nhưng buồn một nỗi Là bố tôi nghiện Nên dù hai mẹ con tôi Có cố gắng đi làm quần quật Thậm chí hai mẹ con tôi Lúc nào lương cũng cao nhất tổ Nhưng vẫn không đủ Để trả nợ những khoản nợ của bố tôi Bố tôi nghiện gần 5 năm rồi Những thứ có giá trị ở trong nhà Như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại. Bố tôi đã đi bán hết rồi. Thậm chí cái bộ bàn ghế trước, mẹ tôi mua gần chục triệu. Mà nặng như thế, bố tôi cũng bê đi nốt. Bây giờ nhà tôi nghèo tới mức, không có bộ bàn ghế để ngồi uống nước. Giữa nhà, mẹ tôi trải cái chiếu để ai tới chơi còn có chỗ mà ngồi. Mà cũng không có ai tới nhà tôi chơi đâu. Kể cả anh em ruột thịt. Vì bố tôi suốt ngày lân la sang nhà họ vay mượn tiền. Nếu họ không cho, thì mắt trước mắt sau, bố tôi tìm cách trôm đồ. Nên cả họ ai cũng ghét, và không ai thèm tới nhà tôi cả. Cuộc sống của mẹ con tôi vì bố mà quá vất vả. Tôi đi làm may, ngày nào tôi cũng làm 14, 15 tiếng. Chủ nhật tôi cũng không nghỉ. Suốt ngày trong đầu, tôi chỉ nghĩ tới tiền trả nợ giúp mẹ. Nên thật sự tôi rất mệt mỏi nhìn bạn bè cùng trang lứa. Bọn nó đi làm, lương còn thấp hơn lương tôi. Nhưng bọn nó không phải gồng gánh trả nợ cho gia đình. Nên tiền làm được bao nhiêu, bọn nó thoải mái, tiêu xài. Bọn nó có điện thoại mới, có xe ga đi, ăn mặc xanh điệu, tiền tiêu dùng rỉnh. Còn bản thân tôi thì chán không buồn nói. Tôi đi làm mấy năm rồi, nhưng tôi vẫn phải đi làm bằng con xe đạp cọc cạch. Nhiều hôm vì mệt, nên ngủ quên. Tôi đạp xe toát mồ hôi ra, mà tới công ty vẫn bị muộn giờ. Người ta đi giày, mặc quần áo đẹp. Còn tôi vẫn đi đôi dép nhựa xanh huyền thoại. Một năm mua ba bộ quần áo, cứ mặc ba bộ cả năm luôn. Mặc tới khi nào, cái quần jean mòn bạc trắng mông đít mới thôi. Tháng nào, tôi cũng đưa cho mẹ 10 triệu tiền lương để mẹ trả nợ cho bố. Vì trước đó, bố tôi vay lãi nhiều, nên giờ tiền lãi với tiền gốc lên cao ngất ngường. Tôi chỉ giữ lại vài trăm để mua đồ cá nhân và mua xôi ăn sáng. Thế nhưng, bố tôi cũng moi nốt của tôi. Tôi không đưa thì bố tôi đánh tôi. Lần trước, tôi giữ lại 600 nghìn để tiêu vặt. Bố tôi xin tôi không đưa. Thế là ông cầm cái bát ném thẳng vào mặt tôi, khiến mắt tôi tím bầm cả tháng mới hết. Nghĩ cuộc đời cay đắng thật rồi bạn bè cùng lớp cưới chồng tôi còn phải mượn tạm tiền của chị ở công ty để đi ăn cưới bạn tôi còn không có bộ quần áo nào đẹp để đi ăn cưới bạn nữa nghĩ mà thấy nhục nhã cho cái số phận của mình rồi ngày tôi đến dự đám cưới đứa bạn cùng lớp tôi đã bị các bạn cùng lớp cười nhạo vì quần áo của tôi mặc không được đẹp dần dần tôi bắt đầu thấy chán cái cuộc sống suốt ngày đi làm không có tiền trả nợ này Tôi đã từng nói với mẹ tôi. Tôi sẽ đi làm ăn xa và không muốn về nhà nữa. Tôi chán ghét cuộc sống ở đây rồi. Nhưng mẹ tôi cứ khóc mãi, nên tôi lại không đành lòng để mẹ tôi lại. Vì một mình bà sẽ không thể gồng gánh nổi. Cuối năm vừa rồi, bố tôi bị bắt vì sử dụng ma túy. Bố tôi đi trại luôn từ khi đó. Mẹ con tôi không phải nghe bố tôi chửi rủa nữa. Thế nhưng, các chủ nợ bắt đầu tới nhà xít nợ họ bắt mẹ con tôi phải trả hết số nợ cho họ khoản nợ quá lớn mẹ tôi đã lén mua thuốc sâu uống để tự tử kết thúc cuộc đời nhưng may mắn là tôi phát hiện ra nên tôi đã gọi bác hàng xóm giúp tôi đưa mẹ tôi đi cấp cứu nên mẹ tôi đã được cứu thế nhưng từ khi ở viện về sức khỏe của mẹ tôi yếu đi nhiều lắm bà không đi làm công ty được nữa gánh nặng tiền bạc đẻ lên vai tôi trong lúc các chủ nợ liên tục tới nhà đập phá đòi nợ mẹ thì ốm tôi thấy cuộc sống quá bế tắc thì bà vân bên hàng xóm đã tới nhà tìm mẹ con tôi hôm đó tôi đi làm về sớm vì công ty cũng ít việc nên không có việc để tăng ca tôi và mẹ tôi ăn cơm rồi khóa cửa đi ngủ sớm vì sợ chủ nợ tới tiếng bà vân gọi ngoài cổng thủy ơi kiều ơi hai mẹ con có trong nhà không tôi ngó qua khe cửa thấy bà vân tôi liền bảo mẹ mẹ ơi bà vân tới tìm ạ có mở cửa cho bà ấy vào không ạ à? con mở đi chắc bà vân có việc gì đấy tôi ra mở cửa cháu chào bà ạ sao mẹ con mày đi ngủ sớm thế hả? À? ngủ trước cả gà à dạ tại cháu hơi mệt nên ngủ sớm ạ ờ à, mẹ mày đâu Dạ, bà vào nhà đi, mẹ cháu ở trong nhà ạ." Bà Vân vào nhà ngồi, bà liếc mắt nhìn khắp nhà tôi rồi bà chẹp miệng nói: "Sao hai mẹ con lại vất vả thế? Cái bàn uống nước cũng không có à?" Mẹ tôi buồn bã nói: "Dạ, trước chồng cháu ở nhà. Anh ấy bê đi hết rồi còn đâu." Thế giờ nó đi chạy rồi à? "Vâng ạ." "Thế cũng được, để nó ở nhà, nó phá phách, hai mẹ con khổ quá rồi." Vâng, nhưng anh ấy để lại cho hai mẹ con cháu một khoản nợ khổng lồ bà ạ. Bà Vân gật gù tỏ vẻ thông cảm. Khổ quá mà, thế hai mẹ con có muốn trả hết nợ không? Làm sao mà trả hết nợ được cả bà? Tiền tỷ rồi bà ạ, lại cứ đẩy lên. Chắc tới lúc cháu chết cũng không trả hết nợ ý. Bà Vân uống ngụm trà rồi nói. Hôm nay, bà sang là bà có công chuyện này. Bà được ông Thành xóm bên nhờ vả đây. Chuyện gì vậy ạ? À? Không lẽ chồng cháu nợ tiền ông Thành à? Không phải. Hai mẹ con chắc cũng biết ông ấy rồi đúng không? Vợ ông ấy mất 5 năm rồi. Vừa rồi ông ấy lại bị tai biến, phải điều trị mấy tháng mới khỏi. Xong giờ sức khỏe yếu đi nhiều rồi. Ông ấy muốn tìm một người để bầu bạn và chăm sóc ông ấy. Ông ấy nói thẳng là ông ấy thích cái kiều. Vì hôm cưới cháu gái ông Thành, cái kiều có đến dự đám cưới đúng không? Ông ấy vừa nhìn, đã ưng mắt rồi. Nếu cái kiểu đồng ý lấy ông ấy, thì ông ấy sẽ cho tiền để hai mẹ con trả hết nợ luôn. Ông ấy giàu như thế nào thì hai mẹ con cũng biết rồi, đúng không? Tôi và mẹ tôi dãy nảy lên. Tôi hơi choáng, vì trường hợp này tôi chưa bao giờ nghĩ tới cả. Ông Thành giàu nhất xã, điều đó ai cũng biết. Nhưng ông ấy 65 tuổi rồi. Hôm nó cưới, tôi có đến dự đám cưới và có gặp ông Thành. Nhưng tôi không nghĩ là ông ấy lại muốn lấy tôi về làm vợ. Tôi im lặng, không nói gì, nhưng mẹ tôi thì nhất quyết không đồng ý. Dạ, không được bà ạ. Cái kiểu nó mới 22 tuổi, nó còn trẻ vậy, sao có thể lấy ông Thành được? Ông Thành 65 tuổi rồi, chênh lệch tuổi tác quá lớn bà ạ. Nhưng ông Thành giàu có, lấy ông ý là trả hết nợ luôn rồi, hai mẹ con sống sung sướng cả đời hai mẹ con suy nghĩ mà xem bà nói có đúng không nhé mẹ tôi vẫn không đồng ý không được ông thành già rồi lại bệnh tật đầy người lấy ông ấy cái kiểu lại phải hầu hạ chăm sóc ông ấy không được đâu bà ạ bà vân chẹp miệng rồi nói mẹ con mày không biết cái gì cả cái kiểu lấy ông ấy về hầu hạ ông ấy mấy năm rồi ông ấy chết ông ấy bị tai biến như thế cũng không sống được lâu đâu vài năm nữa Ông ấy chết rồi, tài sản của ông ấy về tay cái kiểu hết. Lúc ông ấy chết rồi, cái kiểu vẫn còn trẻ lắm, muốn làm gì mà chẳng được. Mẹ tôi không đồng ý, nhưng tôi lại muốn thay đổi cuộc đời, nên tôi bảo mẹ. Mẹ cứ để con tới gặp ông ấy nói chuyện đã, rồi con sẽ tự quyết định ạ. À. Nhưng mà ông ấy 65 tuổi rồi, còn ạ, à, lại bị tai biến nữa. Lấy ông ấy là khổ cả đời đấy con ạ. À. Chuyện khổ hay sướng thì còn chưa biết mẹ ạ. Cứ để con gặp ông ấy rồi con tính ạ. Tôi bảo bà Vân chuyển lời nhắn của tôi tới ông Thành. Có gì tối mai tôi sẽ tới nhà nói chuyện với ông ấy. Rồi tôi sẽ quyết định sau. Bà Vân trước khi về còn đưa cho tôi 20 triệu và nói. Đây là quà ông Thành gửi cho mày. Cầm lấy mà tiêu nhé. Dạ, cháu cảm ơn bà. Mày không cần phải cảm ơn bà đâu. Sau này giàu có rồi, nhớ đừng quên bà là được. Thôi, bà về đây. Hai mẹ con nghỉ đi nhé. Dạ, cháu chào bà ạ. Bà Vân về rồi, mẹ tôi mới quát tôi. Kiều, con bị làm sao thế hả? Con mới hơn 20 tuổi đầu. Sao con phải lấy ông già, bằng tuổi ông ngoại con thế hả? Tôi thở dài rồi nói. Con muốn trả hết nợ. Con muốn có tiền. Tất cả là vì một chữ tiền thôi mẹ ạ. Tối ngày hôm sau, tôi tới nhà ông Thành như lời hẹn hôm trước vì tôi và cháu ông thành là bạn học nên lúc trước tôi vẫn thường xuyên đạp xe sang nhà chơi tôi cũng không lạ gì nhà ông thành nữa tới cổng tôi bấm chuông cửa thì cái linh bạn học của tôi cũng là cháu nội của ông thành ra mở vừa nhìn thấy tôi linh ngạc nhiên hỏi ơ ờ, kiều cậu tới đây có việc gì à hay là cậu tìm tớ linh à cậu về nhà chơi à không tớ và chồng tớ ở đây luôn Thế à? Nhất cậu nhá, đi lấy chồng rồi mà vẫn được ở nhà mình như thế. Linh cười tít mắt rồi nói. Nhà chồng tớ chặt trội lắm, nên tớ bảo chồng tớ xin phép bố mẹ chồng, cho chúng tớ về đây ở luôn cho thoải mái cậu ạ. À. Thế cậu tới đây tìm tớ à? Không, tớ có hẹn với ông nội của cậu. Thế à? Thế cậu vào nhà đi, ông nội tớ đang ngồi trong phòng tiếp khách đấy. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi và Linh đi vào trong nhà ông thành rộng và đẹp lắm riêng cái sân và cổng dài và rộng đi mỏi chân rồi ông thành có ba cái xe hơi nhưng đợt này ông bị tai biến nên xe hơi của ông để đó không ai đi cả bước vào trong nhà nội thất nhà ông thành đều sắt vàng cả đều là đồ đắt tiền mà tôi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ có ngày tôi có thể mua được những thứ xa xỉ đó ông thành ngồi uống trà ở phòng cách nhìn thấy tôi ông cười tươi lắm trên mặt ông hiện rõ những nếp nhăn nheo của tuổi già. Cái Linh liền nói. Ông ơi, có cái kiểu bạn cháu tới tìm ông hả? Ờ, cháu lên lầu đi, ông nói chuyện riêng với kiểu một lát. Linh ngạc nhiên hỏi ông. Ông nội, ông có thể nói cho cháu nghe được ạ? Chuyện riêng của ông, cháu lên lầu đi. Linh thoáng buồn, cậu ấy quay ra nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi đi lên lầu. Ông Thành nhìn tôi chầm chầm từ đầu tới chân rồi ông ấy cứ nhìn vào ngực tôi ánh mắt ông ấy biến thái lắm tôi liền nói cháu sang đây là để nói rõ ràng với ông ông thành liền cắt ngang lời tôi nói ấy kiểu đừng gọi anh là ông nghe không tình cảm kiểu hãy gọi anh là anh là anh thành nhé tôi nghe mà nổi cả da gà nhưng vì ông ấy thích thế nên tôi gật đầu vâng anh thành em sang đây muốn hỏi rõ anh vài chuyện ạ ờ em cứ hỏi đi em muốn hỏi là nếu em đồng ý lấy anh thì ngoài tiền trả nợ ra thì em còn được những khoản gì ạ em muốn biết rõ ràng rồi quyết định ạ ông thành đến nắm tay tôi và nói chuyện đó thì em không cần phải lan tăn đâu anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt đâu giờ nhà em còn nợ bao nhiêu tiền thế dạ tầm hơn một tỷ ạ vậy anh sẽ đưa em hơn một tỷ để em trả nợ và anh đưa cho em thêm một tỷ nữa để em lo sửa sang nhà cửa cho mẹ em còn em khi về ở với anh thì những thứ của anh sẽ là của em hết của chồng công vợ mà em tôi nghĩ bụng như thế cũng tạm ổn thế nhưng điều tôi băn khoăn là các con của ông thành sẽ phản ứng như thế nào khi biết ông thành lấy một người ít tuổi như tôi và rồi sau này ông thành chết đi tài sản sẽ chia như thế nào nhưng nếu tôi hỏi ông ấy về vấn đề tài sản bây giờ thì ông ấy sẽ nghĩ là tôi đào mỏ tôi tham vọng nhưng nếu không hỏi thì tôi không yên tâm tôi ngập ngừng hỏi thế mọi người trong gia đình anh có phản đối không ạ anh đã quyết thì không ai dám phản đối chỉ cần em kiểu đồng ý thôi mọi chuyện đã có anh lo hết tôi liền nói giờ anh lo cho em được nhưng vài năm nữa anh có lo nổi cho em không rồi lúc đó, các con anh lại tìm cách tống cổ em đi, vì sợ em tranh giành tài sản. Lúc đó, em biết phải làm sao? Em yên tâm, tài sản của anh sẽ chia đều cho em và các con. Em sẽ không bị thiệt thòi đâu. Tin anh đi, mai kia anh sẽ lập di chúc, em sẽ có phần. Yên tâm nhé. Tôi ngẫm cũng thấy hợp lý, giờ tôi cần tiền trả hết nợ cho mẹ tôi. Tôi muốn làm bà chủ, tôi không muốn mang nợ ai nữa tôi muốn có tiền xây nhà mới cho mẹ tôi tôi muốn có tiền đi mua sắm đi du lịch tôi muốn có nhiều thứ lắm và muốn có những thứ mình thích là phải có tiền vì muốn thoát nghèo nên tôi đã quyết định đánh đổi cuộc đời của mình thỏa thuận với ông thành đã xong tôi mới đứng dậy để đi về thì ông thành kéo tôi lại em bình tĩnh đã nào em vội về làm gì chứ thôi em về đây ông thành kéo tôi lại và ôm lấy tôi. Chồng ông ta cứ run lẩy bẩy như lão già sắp chết rồi, mà lão già vẫn ham hố. Cho anh ôm cái nào. Tôi ngồi im, để ông Thành ôm và sờ soạn khắp người mình. Tôi thấy hơi kinh tởm và lợm giọng. Nhất là khi ông Thành hôn tôi, tôi ọe và ghê cổ kinh khủng, tí thì nôn ra. Nhưng vì tương lai không nghèo nữa mà tôi phải cố gắng chịu đựng. Hai người đang làm cái trò gì đây? Tiếng linh vang lên làm tôi và ông Thành giật mình và buông nhau ra. Ông Thành nói giọng khó chịu. Cháu biết rồi, con hỏi làm gì? Linh trợn mắt nhìn tôi. Cậu đang quyến rũ ông nội tôi đấy à? Tôi im lặng không trả lời câu hỏi khó của Linh. Ông Thành liền nói. Từ bây giờ, cháu gọi Kiều là bà nội nhé. Ông và Kiều sẽ tổ chức hồn lễ trong thời gian tới đấy. Linh trợn trừng mắt lên. Điên à? Sao có thể có chuyện này được chứ? Chuyện rất bình thường mà. Có gì mà cháu ngạc nhiên như thế? Không lẽ cháu muốn ông lủi thổi một mình cả đời sao? Chuyện ông sắp lấy vợ, cháu cũng nghe mẹ cháu nói rồi. Nhưng cháu không ngờ, ông lại lấy một người bằng tuổi cháu mình như thế ạ. Không có gì là không thể cả. Cháu lên lầu đi. Chuyện này quá vô lý ông ạ. Sao ông không lấy một người trung tuổi, mà ông lại lấy một người quá trẻ tuổi như vậy chứ? Cháu thấy không ổn đâu. Cháu im mồm ngay. Ai cho cháu nói như vậy chứ? Nếu cháu còn tỏ thái độ, thì ông không cho vợ chồng cháu ở đây nữa đâu. Mau đi lên lầu cho ông. Linh quay lại, lử mắt nhìn tôi, rồi vùng vằng bỏ lên lầu. Ông Thành ôm tôi, nhưng tôi đẩy ra. Thôi, em về đây. Em không muốn bị Linh nói đâu. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Ờ kìa, em ở lại với anh một lát đã. Tôi nhanh chân đi ra ngoài. Ông Thành chống gậy đuổi theo tôi, nhưng không đuổi kịp. Rời khỏi nhà ông Thành, tôi đi bộ trên bờ đê, buổi tối trời gió mát dễ chịu quá. Tôi đang đi thì Kiên lù lù xuất hiện. Anh chàng hàng xóm hơn tôi 2 tuổi, đẹp trai và tốt bụng. "Kiều ơi, em đi đâu về thế?" "Anh Kiên à, em đi dạo ạ." À? "Em đi dạo một mình à?" "Vâng ạ." À. "Thế anh đi cùng em nhé, anh cũng muốn đi dạo." "Nhưng anh đi xe máy mà, sao có thể đi bộ cùng em được?" Không sao, anh dắt xe. Thế là Kiên dắt xe máy đi dạo cùng tôi cả đoạn đường. Kiên cũng là người duy nhất tốt với tôi. Nhớ lại những ngày bố tôi còn chưa đi chạy. Mỗi lần bị bố tôi đánh, tôi lại chạy sang nhà anh ấy ngồi. Lần nào anh ấy cũng dỗ dành tôi và cho tôi kẹo bánh. Anh chưa bao giờ khinh tôi nghèo hèn cả. Tôi và Kiên đi bộ cùng nhau một lúc lâu. Anh dắt con xe rim cùng tôi một đoạn đường dài như vậy. Chắc anh mỏi tay tôi liền nói thôi chúng ta về nhà thôi anh em mỏi chân rồi ạ à. em mỏi chân rồi à thế lên xe đi anh chở em về dạ kiên chở tôi về tới cổng rồi anh đưa cho tôi cái túi nhỏ tặng em gì thế ạ em cứ cầm lấy đi lát nữa rồi hãy mở ra xem nhé dạ cảm ơn anh kiên cười tít mắt rồi lái xe về tôi cầm túi đồ vào nhà thì mẹ tôi chở tôi ở trong nhà Sao con đi lâu vậy hả? Không lẽ con... Vâng. Con quyết định lấy ông Thành rồi ạ. À. Con sao thế? Ông Thành già bằng tuổi ông ngoại con đấy. Già thì sao ạ? À? Con thích lấy chồng già ạ. Con muốn trả nợ cho mẹ, nên mới quyết định như thế có đúng không? Mẹ không đồng ý, để con đánh đổi cả cuộc đời như thế đâu. Tôi quát mẹ, để mẹ không cản tôi nữa. Mẹ thôi đi, mẹ mà cản con nữa, là con không nhìn mặt mẹ nữa đâu đấy. Con chán ghét cái cuộc sống nghèo khổ này rồi. Con muốn có tiền, con muốn làm bà chủ. Vậy nên, mẹ đừng bao giờ ngăn cản con nữa. Con đã quyết định rồi. Mẹ tôi sụt sùi khóc. "Con ơi, mẹ muốn con lấy thằng Kiên. Nó sang nhà mình chơi, rồi có ý muốn tìm hiểu con đấy kiểu ạ." À? Nghe mẹ nhắc tới Kiên, lòng tôi nghẹn lại, bởi người đàn ông tốt và thật lòng thương tôi, duy nhất chỉ có mình anh Và tôi cũng thích anh Nhưng bấy lâu nay lo làm để trả nợ cho gia đình Mà tôi không còn thời gian Để nghĩ cho bản thân mình Tôi cố nén lòng mình lại Rồi nói ra những lời chua sót Nhưng con không thích anh Kiên Lấy Kiên Thì lấy đâu ra tiền để trả nợ ạ à? Rồi chủ nợ xiết nhà, xiết đất Biết phải làm sao Rồi phải sống tiếp như thế nào hả mẹ Mẹ tôi chỉ biết khóc lặng lẽ Cho số phận buồn khổ của mình tôi đã quyết định rồi dù mẹ tôi có nói thế nào tôi cũng không thay đổi quyết định đâu tôi đi vào phòng rồi tôi mở túi đồ kiên tặng ra kiên tặng tôi hai cái áo một cái màu trắng và một cái màu hồng rất đẹp ở dưới túi còn có một mảnh giấy viết dòng chữ kiều ơi anh thích kiều nhiều lắm anh muốn làm người che chở cho kiều cả đời này kiều có đồng ý không có lẽ vì tôi không dùng điện thoại nên anh ấy mới viết giấy như vậy đạp xong tôi ỏa lên khóc nức nở nếu tôi không vướng bận chuyện tiền bạc thì có lẽ tôi đã hạnh phúc lắm khi nhận được mảnh giấy này nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi khác rồi tôi sắp lấy ông Thành rồi tình yêu của Kiên tôi sẽ giữ kín và chôn chặt trong lòng mà thôi tôi để nguyên túi đồ đó để ngày mai tôi đem trả cho Kiên và nói với anh rằng tôi sắp lấy chồng để anh ấy quên tôi đi tấm lòng của anh hẹn kiếp sau tôi sẽ đáp lại đấy tôi đã từ bỏ tình yêu đầu đời của mình như vậy đấy tất cả cũng chỉ vì một chữ tiền mà thôi tối ngày hôm sau tôi cầm túi đồ sang trả cho kiên anh ngạc nhiên hỏi tôi nếu em không có tình cảm với anh thì không sao đâu anh ổn mà anh chỉ xin em hãy giữ lại hai cái áo của anh được không tại sao em lại phải giữ áo của anh hả vì hai cái áo đó là dành cho em nên chỉ có em mới dùng được nó thôi em ạ à. vậy nên em giữ lại nó được không tôi thở dài rồi lạnh lùng nói vâng vậy em sẽ giữ lại hai cái áo à em muốn nói với anh chuyện này em sắp lấy chồng rồi chắc là sang đầu tháng kiên sững sờ nhìn tôi ánh mắt anh ấp úng em sắp lấy chồng ư vâng em cần lấy chồng để chồng em giúp em trả nợ anh ạ. À. Hai mẹ con em mà không trả hết nợ lần này. Chắc hai mẹ con em phải nhảy cầu tự tử đó anh. Kiên vội nói. Anh có tiền tiết kiệm để anh lấy cho em. Anh muốn giúp em trả nợ. Xin em đừng lấy người khác có được không? Tôi phỉ cười nhìn Kiên. Anh tiết kiệm được bao nhiêu tiền mà muốn giúp em? Anh tiết kiệm được 80 triệu. Anh sẽ bán xe máy của anh đi. Có đồ gì giá trị bán được. Anh sẽ bán hết để lấy tiền đưa em trả nợ xin em đừng lấy người khác có được không em tất cả gia sản của anh có được chỉ trả nợ cho em được một phần chín thôi anh ạ à. còn chín phần nữa thì lấy ở đâu ra rồi bán hết đi rồi lấy em về chúng ta cặp đất mà ăn à mà lúc đó người ta xiết nợ đất cũng không còn mà ăn anh kiên ạ nợ nhiều như vậy sao vâng có bán cả người anh đi cũng không trả hết ý Thôi, anh hãy quên em đi. Em lấy chồng giàu để trả nợ và thoát khỏi kiếp nghèo này anh ạ. À. Anh hiểu và thông cảm cho em nhé. Thế anh có biết người em lấy là ai không? Là ông Thành, giàu nhất huyện mình đấy. Kiên ngập ngừng nói. Nhưng ông ấy già rồi mà. Không sao, đối với em tiền mới là vấn đề quan trọng, còn già hay trẻ em không quan tâm đâu nhưng mà ông ấy bị bệnh nữa đó sợ lấy ông ấy em sẽ khổ ông ấy bệnh thì ông ấy càng nhanh chết em rất thích điều đấy nói xong tôi đứng dậy đi về kiên nhìn theo tôi anh nắm chặt bàn tay lại mắt đỏ hoe nhưng kiên cũng đâu biết rằng khi quay mặt bước đi tôi cũng lặng lẽ khóc rõ ràng là hai người yêu nhau thương nhau nhưng tiền lại là rào cản vô hình khiến cho hai người không thể đến được với nhau tình yêu đó chỉ nên giữ ở trong lòng hai người đáng thương hay đáng trách mặc cho lời ra tiếng vào mặc cho dân làng hàng xóm dị nghị hai tuần sau đó tôi chính thức mặc váy cô dâu trở thành vợ của ông thành ngày cưới chú rể trống gậy đi đón cô dâu mặt chú rể vui lắm chú rể cười suốt nhưng mặt cô dâu lạnh như tiền không chút cảm xúc nào ngay trong ngày cưới nhiều người vẫn thắc mắc tại sao cô dâu trẻ đẹp như thế lại lấy một ông già bằng tuổi ông của mình. Cũng có nhiều người nhìn hoàn cảnh gia đình cô dâu là họ biết ngay. Vì cô dâu lấy ông già như thế là vì tiền. Bởi nhiều người biết, bố cô dâu nghiện lòi ra, nợ thì như chúa trổm. Nếu không lấy chồng giàu, thì cả đời mẹ cô sẽ không thể nào trả hết nợ được. Đêm tân hôn của tôi và ông Thành khá là đặc biệt và tấu hài. Tôi biết, cái linh vốn không thích tôi vì lúc chuẩn bị cưới hỏi, nó đã phản đối và cho rằng tôi lấy ông nội của nó là vì tham tiền tôi đảo mỏ chứ tôi không yêu thương gì ông nội nó cả nên tôi tránh mặt nó tôi ở yên trong phòng thôi còn ông thành sau khi tiếp các anh em trong gia đình xong ông hào hứng đứng dậy để đi về phòng ông loạn choạng em trai ông liền nói ấy bác thành đi đứng phải cẩn thận nhé ông thành vỗ ngực nói chú cứ yên tâm anh vẫn còn phong độ lắm em thấy bác cứ loạn choạng thế này em lo cho bác ạ à. đây gậy của bác đây bác đi cẩn thận ờ các chú cứ tự nhiên nhé bác lên phòng với vợ bác đây ông thành chống gậy đi lên lầu do uống vài chén rượu nên ông hơi say trần tay thì lầy bẩy do trước bị tai biến tuy đã chữa thành công nhưng giờ chân tay vẫn yếu lắm đi lại vẫn phải chống gậy ông bước lảo đảo không may ngã đập mặt xuống cầu thang mẻ luôn hai cái răng cửa người đau co rúm lại mấy anh em của ông vội vã lái xe đưa ông thành tới bệnh viện tôi nằm ngủ thiếp đi nên không biết gì cả mười giờ đêm tôi tỉnh giấc vẫn không thấy ông thành đâu tôi mới mở cửa rồi đi xuống dưới phòng khách thì không thấy ai cả mọi người đã về hết chỉ có chồng cái linh say rượu nằm dài ở ghế thôi cái linh cũng đi đâu rồi ý tôi đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì chồng linh dậy nhìn thấy tôi nó cười cái bộ dạng say xỉn, chồng không ra làm sao cả. Chào Kiều. À quên, giờ phải chào là ba Kiều nhỉ. Tôi thấy chồng Linh say rượu rồi, nên tôi im lặng không nói gì, thì chồng Linh lại lẻ nhè nói tiếp. Kiều đẹp như thế này, trẻ như thế này, sao lại lấy ông già thế? Già như thế, lại bị bệnh, thì ông ấy làm ăn được gì nữa? Tôi nghe chối tài qua mới nói. Chuyện đó thì có liên quan gì tới Nam, Nam là chồng của Linh, là cháu của ông Thành. Nên Nam ăn nói cho cẩn thận, kẻo người ta lại cười cho đấy. Nam lại gần tôi và nháy mắt, ánh mắt dâm dê. Nếu Kiều thiếu thốn chuyện đó, thì cứ nói với Nam nhé. Nam sẽ giúp Kiều thỏa mãn. Đồ thần kinh, tránh xa tôi ra. Tôi thấy Nam cứ lẻ nhè, nên tôi tính đi ra ngoài để tránh Nam đi. Nhưng tôi vừa đi ra cửa, thì Nam chạy theo và túm lấy tay tôi. Kiều vội đi đâu thế? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà Tôi hất tay Nam ra và gắt lên Tránh xa tôi ra, tránh ra Đúng lúc đó, Linh ở ngoài đi vào Nhìn thấy tôi và Nam đứng rất gần nhau ở cửa Ánh mắt Đinh bắt đầu giận dữ Hai người, đang làm cái trò gì đấy Nam thấy vợ về, liền đi ra chỗ vợ Vợ, vợ về rồi à Linh lử mắt nhìn tôi, rồi Linh quát Nam Anh giỏi lắm Nam ạ, cô ta vừa về đây anh đã tính tổng tem với cô ta rồi sao? Kiểu vợ yêu, vợ nói linh tinh cái gì thế? Chồng yêu vợ còn không hết, còn hơi sức đâu mà đi tổng tem với người khác chứ? Tôi còn lạ gì anh nữa, cái đồ dây xồm. Kiểu vợ, vợ yêu chồng thế, chồng hứa chỉ yêu mình vợ thôi mà vợ. Tôi thấy linh và nam cứ nói qua nói lại mãi, tôi liền đi lên lầu, thì linh gọi tôi lại. Kiều, đứng lại. Tôi thở dài rồi quay lại. Có chuyện gì? Linh quát Nam. Anh cút vào phòng đi. Tối sẽ xử anh sau. Nam nhăn nhó, năn nỉ. Nhưng Linh không nghe, nên anh ta đành đi vào trong phòng trước. Tôi hỏi Linh. Có chuyện gì sao? Linh lử mắt nói. Cậu vừa làm cái trò gì sau lưng tớ vậy Kiều? Cậu điên à? Tớ không có làm gì cả. Không làm gì mà cậu nắm tay chồng tớ. Cậu tính về vãn chồng tớ có đúng không? Này, cậu ăn nói cho cẩn thận bây giờ theo vai vế. Tớ là bà nội của cậu đấy. <laughs> tớ sẽ không bao giờ gọi cậu là bà đâu. Cậu đừng có mơ. Và cũng thừa biết, mục đích của cậu, cậu chỉ mê tiền của ông nội tớ thôi. Chứ cậu không yêu thương gì ông tớ, có đúng không? Đúng vậy. Nhưng ông nội cậu chấp nhận điều đó. Ông nội cậu muốn lấy được tớ về làm vợ, thì ông nội cậu phải chi nhiều tiền thôi. Cậu nghĩ, ông cậu già như vậy mà lại dễ dàng lấy được một người vợ bằng tuổi cháu nội mình sao cái gì cũng có giá của nó mà cậu cậu có ăn có học mà cậu không hiểu được điều đó sao linh tức lồng lộn cậu ấy trợn mắt nhìn tôi cậu được lắm kiểu ạ à, bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là cô gái ngoan nhưng tâm địa thì ác như rắn độc vậy tôi không thể ngờ được đấy cậu bảo tớ là rắn độc ư ừ. cũng được thôi tớ là rắn độc cậu biết rắn độc như thế nào rồi đúng không động vào là bị cắn chết ngay đấy nên khi tớ không động chạm gì tới cậu thì mong cậu đừng chạm vào tớ kẻo lại mệt người đấy linh ạ chính cậu là người kiếm chuyện trước mà nếu cậu không nắm tay chồng tớ thì chúng ta đâu cần phải gay gắt với nhau như thế này đâu chứ cậu nhầm rồi linh ạ là chồng cậu cố ý về vãn tớ đấy chứ tớ không thèm nhé nên từ giờ cậu nhớ trông chồng cẩn thận vào đừng để nó chạy đi lung tung nữa như thế phiền lắm đúng là đồ khốn nạn mà tốt nhất là cậu đừng làm gì có lỗi với tớ nếu không tớ sẽ nói với ông nội đá bay cậu ra đường đấy việc đó thì chưa chắc đâu vì biết đâu người bị đá bay ra khỏi nhà lại là vợ chồng cậu tôi và linh cãi nhau một hồi lâu cậu ấy không ưa tôi và tôi cũng không yêu thương gì cậu ấy cả trong mắt linh tôi là một người không ra gì tôi cũng không quan tâm giờ điều tôi quan tâm là tiền của ông Thành, xe hơi của ông Thành thôi. Còn những vấn đề khác, tôi quan tâm làm gì cho mệt. Linh không cãi lại với tôi, cô ta đi về phòng, tôi ngồi uống nước ở phòng khách, nghe rõ tiếng cô ta chửi chồng. Tiếng đập đồ loạn soảng, tôi chẹp miệng rồi mỉm cười. Từ bây giờ, mình ở đây rồi, ngày nào mình cũng phải kiếm chuyện để vợ chồng cô ta chửi nhau cho vui cửa vui nhà. Tôi đi lên phòng, tôi mới chợt nhớ ra. Thôi chết, mình quên mất, ông Thành đi đâu mà vẫn chưa thấy về nhỉ? Không còn cách nào khác là tôi phải đi xuống phòng Linh để hỏi xem Linh có biết ông Thành đi đâu không. Tôi đi tới cửa phòng Linh thì thấy Linh và Nam đang đánh nhau. Tôi đứng ngoài nhìn họ đánh nhau, xem ai thắng ai thua. Mới đầu, Linh hung hăng lắm, cô ta cứ tát liên tiếp vào mặt Nam, vừa tát, cô ta vừa chửi. Đồ khốn kiếp, nó mới về đây mà anh đã ve vãn nó rồi, đồ khốn nạn. Cô có thôi đi không hả? Tôi có làm gì đâu hả? Anh không làm gì, mà anh nắm tay nó à? Thôi nắm tay bao giờ hả? Anh lại còn cãi à? Này, thì cãi này, cãi này. Nam điên quá, anh ta đấm thẳng vào mặt Linh một phát, khiến cô ta ngã bật ngửa về phía sau. Mày thấy tao hiền, nên mày lên nước à? Tao đấm chết bây giờ. Linh ôm mặt gào khóc ẩm ý, tôi mới gõ cửa. Linh ơi, cho tớ hỏi với linh thấy tôi cậu ấy xấu hổ nên không gào lên nữa hỏi cái gì ông thành đi đâu sao mãi không thấy về thế linh mới chợt nhớ ra rồi nói thôi chết tôi quên ông nội tôi đang nằm viện tôi về để bảo cậu vào viện với ông mà tôi lại quên mất cậu mau vào viện đi trời đất ông ấy bị sao vậy bị ngã ở cầu thang cậu bảo đi chắc ông phải nằm viện vài hôm đấy tôi thở dài rồi đi lên phòng lấy quần áo rồi bắt gọi taxi để vào viện chăm chồng. Đấy, đêm tần hôn của tôi nó như vậy đấy. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Tôi vừa vào tới bệnh viện. Anh bác sĩ hỏi. Em vào chăm ông em à? Câu hỏi của anh bác sĩ khiến ông Thành giận tím mặt. Dù bị gãy răng và toàn thân đau nhức, nhưng ông Thành vẫn cố nói to để anh bác sĩ nghe thấy. Vợ đây à? Anh không sao đâu anh bác sĩ nhìn tôi rồi lại nhìn ông thanh ông vừa nói gì ạ à? cô bé này là vợ ông ư ờ vợ tôi đấy có vấn đề gì sao à không sao ạ à. cháu chỉ hơi ngạc nhiên thôi ạ à. hòa đã có chủ rồi đây nhé cậu ăn nói nhớ chừng mực dạ cháu biết rồi lúc đi ra ngoài anh bác sĩ trẻ vẫn ngoái cổ nhìn tôi tôi lại ngồi cạnh ông thành và hỏi sao anh lại ngã đau thế này chứ đi đứng phải cẩn thận vào ạ. Anh không sao mà. Này em có mệt không? Em không mệt ạ, à, chỉ hơi buồn ngủ thôi ạ. À. Thế em nằm ngủ đi. Vâng, thế cần gì anh gọi em dậy nhé. Ừ, em ngủ đi. Tôi ở viện với ông Thành ba ngày. Ngày nào cũng có người hỏi tôi là Cháu đi chăm ông à? Cứ ai hỏi như thế là ông Thành lại gắt um lên. Còn tôi thì chỉ cười cho qua mọi chuyện. Hết ba ngày ông thành được ra viện về nhà ông hào hứng lắm vì ba ngày ở viện ông có làm ăn được gì đâu nên ông ấy chỉ mong về nhà để được ngủ với tôi mà tôi với ông thành việc đầu tiên khi về nhà là tôi cầm tiền về đưa cho mẹ tôi trả hết những khoản nợ trả xong nợ ông thành cho mẹ tôi một tỷ để xây lại nhà như lời đã hứa mẹ tôi cầm tiền trong tay nhưng bà không thấy vui tôi mới hỏi mẹ mẹ sao thế ạ Mẹ không vui à?" Mẹ tôi thở dài nói. "Mẹ cảm giác như mẹ bán con gái để lấy tiền vậy, thật sự mẹ không vui nổi con ạ." À? Tôi bật cười rồi nói. "Mẹ nghĩ con gái mẹ chỉ có giá 2 tỷ thôi ạ? À? Mẹ nhầm rồi, con gái mẹ phải đáng giá 20 tỷ cơ. Đã mang tiếng rồi thì con phải moi đủ 20 tỷ mang về cho mẹ, Rồi con mới thôi ạ." À? "Thôi, mẹ xin con, mẹ không cần 20 tỷ đâu." mẹ chỉ cần con sống ở bên đó vui vẻ và bình an là được rồi con ạ à. mẹ sợ bọn họ bắt nạt con à ừ vì con cháu ông thành có đồng ý đâu mẹ sợ bọn họ ghét con rồi làm khó dễ con mẹ yên tâm con gái mẹ đâu dễ bị bắt nạt như thế ạ à? ngồi nói chuyện với mẹ một lúc tôi mới ngó sang nhà anh kiên nhưng nhà anh ấy khóa cửa rồi không có ai ở nhà mẹ ơi anh kiên dạo này vẫn đi làm chứ Thằng Kiên nó đi vào miền Nam làm rồi con ạ. À. Nó đi từ hôm con cưới ấy. Vậy ạ? À? Thảo nào con không thấy anh ấy sang ăn cỗ? Nó buồn vì chuyện con lấy chồng đó con ạ. À. Nghĩ cũng tội nó mà. Tôi thở dài nặng nề nói. Con cũng buồn mà. Nhưng mà lấy Kiên thì con lấy đâu tiền trả nợ giúp mẹ chứ? Kiên tốt. Nhưng Kiên nghèo thì con đành phải làm vậy thôi ạ. À. Ngồi chơi với mẹ một lúc rồi tôi đi về nhà chồng. Ông Thành nằm đợi sẵn trong phòng rồi. Tôi biết là mình không thể tránh được nên tôi chấp nhận số phận, mà tôi đi tắm rồi quấn khăn bước ra. Ông Thành vẫy vẫy. "Vợ lên đây với anh, anh chờ em mãi đấy." "Nhưng anh đang ốm đấy." "Không sao, anh khỏi rồi mà, lên với anh nào." Tôi nằm xuống, để ông ấy muốn làm gì thì làm. Dù tôi đã có chồng, nhưng tôi vẫn là con gái vì ông Thành mất khả năng làm chuyện đó rồi. Từ khi lấy ông Thành, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không phải làm gì cả, vì ông Thành thuê giúp việc rồi. Cả ngày tôi chỉ ăn với chơi thôi. Tối đến, chỉ nằm ngửa để ông Thành sở soạn. Ngày qua ngày như vậy, tôi bắt đầu moi tiền của ông Thành. Ông Thành cho tôi biết mật khẩu kết sắt, để tôi thoải mái lấy tiền chi tiêu. Sau đó, tôi lấy tiền của ông đi học lái xe, rồi tôi mua một chiếc xe hơi đứng tên mình quần áo, giày dép, túi sách, điện thoại đời mới, tôi có đủ cả. Tôi chăm chỉ đi chăm sóc da, nên ngày ngày tôi càng đẹp hơn. Đúng là có tiền, cuộc sống nó thay đổi hẳn mọi người ạ. À. Ông Thành có nhiều tiền, tôi cứ chi tiêu thoải mái mà không cần phải suy nghĩ. Thấy tôi mua xe hơi và mua sắm quá nhiều điều cho bản thân. Linh có vẻ khó chịu. Kiều, nói chuyện với tôi một lát. Cậu muốn nói gì? kiều nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi nói, "Từ khi lấy ông nội, cậu lột xác luôn nhỉ, đang là một đứa quê mùa nghèo hèn, giờ biến thành một người khác luôn." "Thì sao, cậu ý kiến à?" Tôi nhắc nhở cậu là đừng có hoang phí như thế nữa. "Hay vì cậu không làm ra tiền nên cậu không thấy sót." Này Linh, tôi tiêu tiền của chồng tôi, chứ tôi có tiêu tiền của cậu đâu mà cậu nói tôi." Hai cậu không được tiêu thoải mái như tôi, cậu cay cú à?" Linh tức lắm, nhưng vì tôi nói đúng quá, nên cô ta không làm gì được tôi cả. Vì mỗi tháng, ông Thành chỉ cho Linh 10 triệu thôi, và ông bắt vợ chồng Linh phải đi làm để tự trang trải cuộc sống. Nên giờ, thấy tôi tiêu tiền như nước, Linh lại càng cay cú hơn. Ông Thành đang ngồi ở phòng khách, Linh đi ra ngồi cạnh và nói. Ông ơi, cho cháu 50 triệu được không? Cháu lấy 50 triệu để làm gì? Cháu muốn đi du lịch ông ạ ông cho cháu tiền ông nhé. Thế hai vợ chồng đi làm cả năm, không tiết kiệm được đông nào à? Vợ chồng cháu lương thấp mà ông. Ông đã nuôi ăn rồi, mỗi tháng còn cho thêm 10 triệu để cháu tiêu vặt nữa. Thế mà giờ, cháu vẫn không để ra được đồng nào là sao? Vợ chồng cháu chi tiêu cũng tốn mà, giờ cái gì cũng đắt đi. Vợ chồng cháu đã tiết kiệm lắm rồi ạ. À. Tiết kiệm gì mà cả năm đi làm không để ra một đồng nào à? Ông chỉ cho nốt lần này thôi, còn từ lần sau cháu tự lo đấy." Linh xị cái mặt ra. "Cái Kiều nó tiêu xài thả ga, nó mua hết cái nọ đến cái kia, có ngày nó tiêu mấy trăm triệu thì ông không nói gì. Cháu xin ông có 50 triệu thì ông lại khó khăn với cháu. Cháu là cháu gái của ông đấy." "Cháu đừng có chuyện nọ sọ sang chuyện kia như thế. Kiều là Kiều, mà cháu là cháu, nên đừng có so sánh với nhau." mà ông thấy cháu ăn nói sức sược với kiểu rồi đấy lần sau mà cháu còn như thế nữa là ông cắt luôn tiền tiêu vặt của cháu đấy ông nội à sao ông có thể thiên vị như thế được cháu là cháu nội của ông mà còn nó chỉ là một đứa đào mỏ ông thành trừng mắt quát linh cháu nói cái gì đấy cháu càng ngày càng lão đi linh ạ à. từ bây giờ trở đi ông mà còn nghe thấy cháu nói kiểu như vậy nữa thì cháu đừng có trách ông tôi đứng ở cầu thang nghe hết những gì mà hai ông cháu nhà họ nói chuyện với nhau và tôi cũng biết là linh vẫn luôn ghét tôi mà cô ta muốn dìm tôi xuống nhưng chuyện đó đâu có dễ như vậy vì tôi đã nắm được ông thành trong lòng bàn tay của tôi rồi giờ tôi nói gì ông ấy cũng nghe chỉ là tôi đã hơi coi thường linh rồi nếu cô ta đã ghét tôi như vậy thì tôi nên làm gì đó để ông thành ghét nó và tống cổ nó về nhà chồng là hợp lý nhất vợ chồng nó ở đây khiến tôi thấy rất ngứa mắt hai ông cháu linh còn đang nói qua nói lại thì tôi đi trên lầu xuống vẻ mặt tôi bình thản như không có chuyện gì tôi vui vẻ nói hai ông cháu nay dậy sớm thế ạ à? ông thành kéo tay tôi rồi nói anh mới dậy thôi mà em yêu nay dậy sớm thế dạ em hơi đói nên tỉnh giấc ạ à? thế em ăn gì để anh bảo cô giúp việc nấu cho em em ăn phở anh bảo cô mua phở cho em được rồi để anh ra bảo cô ấy mua phở về vợ chồng mình ăn ông thành chống gậy đi ra ngoài linh bím chặt môi lại cô ta khó chịu nói chỉ biết đến vợ thôi còn cháu gái ngồi lù lù đây không thèm hỏi xem cháu gái muốn ăn gì lấy vợ vào lú mề luôn rồi này cậu nói ông mình như vậy sao cậu không sợ ông ấy biết à cậu có giỏi thì cậu mách đi tôi không sợ tôi không giống như cậu mà đi mách lẻo sau lưng đâu dơ lắm giờ cậu đắc ý quá nhỉ suốt ngày nịnh bợ rồi moi tiền của ông nội tôi đào mỏ tiền để mang đi cho trai à này cậu ăn nói cho cẩn thận vào là ông cậu tự nguyện đưa chứ tôi không cần phải nịnh bợ còn hơn cái loại cháu ruột ra sức nịnh bợ mà còn chẳng moi được đồng nào nhục nhã thật đấy linh tức lồng lên cậu cậu là đồ đĩ thoã lươn lẹo Tôi điên quá, tát thẳng vào mặt Linh một phát rất mạnh. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có kiếm chuyện với tôi. Không là cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu Linh ạ. À. Cậu dám đánh tôi ư? Đồ có đĩ. Linh giơ tay lên để tát tôi, thì tôi túm lấy tay cô ta và lên gối cho cô ta hai phát vào bụng, khiến cô ta khụy gối xuống. Cô ta kêu ẩm ý lên. Ông Thành ở ngoài đi vào vội hỏi. Có chuyện gì thế hả? Linh vội chạy ra Nép sau lưng ông và thút thít khóc. Ông ơi, nó đánh cháu, nó tát cháu ông ơi. Ông Thành không những bênh nó, mà ông còn mắng nó. Cháu lại ăn nói hỗn láo, nên bị đánh chứ gì. Cho trừa cái tội sắc sược đi. Linh cắt gọng lên. Ông không tìm hiểu xem mọi chuyện đầu đuôi thế nào, mà ông đã kết luận luôn như vậy. Cháu không thể hiểu ông đang nghĩ cái gì nữa. Tôi liền nói. Anh à, anh đừng trách Linh nữa. Tất cả là do em không tốt thôi ạ. À ông thành vội đi ra chỗ tôi nắm tay tôi và nhẹ nhàng nói kìa em em được tự trách bản thân mình như thế nữa tất cả là do cái linh sắc dược thôi chắc chắn nó lại nói láo rồi đúng không tôi gật đầu rồi nói linh chửi em là đĩ thoã và lươn lẹo anh ạ à. nếu anh cảm thấy em đĩ thoã em lươn lẹo thì em xin phép về nhà với mẹ em ạ à. em không ở đây làm phiền anh nữa đấy anh biết ngay mà Nuôi nó ăn nuôi nó học cho tốn tiền thôi mà. Phí công anh nuôi nó. Để bây giờ, nó ăn nói mất dậy như thế đấy. Thôi, em đừng buồn nữa. Để anh dạy dỗ nó lại. Giờ em lên lầu nghỉ ngơi. Lan cô giúp việc mua phở về. Anh gọi. Dạ. Ngoan, anh thương lắm. Tôi bình thản đi lướt qua mặt Linh và tôi liếc mắt nhìn Linh kiểu. Cô nghĩ, cô có đủ trình để chơi với tôi sao? Linh vừa bị tôi đánh, vừa bị ông nội mắng. Cô ta ức lắm, nhưng cô ta không làm gì được. Ở trên lầu, tôi còn nghe rõ tiếng ông Thành quát linh. Lần sau, cháu còn ăn nói hồ đồ như thế nữa, thì cút về bên nhà chồng cháu. Nghe rõ chưa hả? Vợ chồng Linh đi du lịch một tuần. Ở nhà, tôi tranh thủ nịnh ông Thành mua cho tôi một mảnh đất đứng tên tôi. Sau đó, tôi lại tiếp tục nịnh ông để xin ông 500 triệu làm sổ tiết kiệm đứng tên tôi luôn. Mảnh đất và sổ tiết kiệm đó không ai biết cả. Khi vợ chồng Linh đi du lịch về, mọi chuyện lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tôi làm vợ ông Thành mới có hai tháng thôi. Nhưng tôi đã có ô tô riêng, một mảnh đất mặt đường đẹp, một sổ tiết kiệm 500 triệu. Chưa kể những thứ đắp lên người tôi đều là đồ hiệu cả. Còn tiền mừng cưới tôi cũng đưa về cho mẹ tôi giữ hộ rồi. Tôi tạm hài lòng với cuộc sống của mình. Mới đầu, chưa lấy ông Thành Tôi từng nghĩ cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt và vô vị lắm khi tôi làm vợ ông già như thế. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Chỉ cần có nhiều tiền trong người thì tự khắc bản thân sẽ thấy vui vẻ thôi. Sức mạnh của đồng tiền đúng là rất mạnh. Nhưng khi bạn có nhiều tiền thì bạn lại càng muốn có nhiều hơn nữa. Lòng tham của con người là vô hạn và tôi cũng vậy. Khi kiếm được nhiều tiền quá dễ dàng và thỏa sức chi tiêu tôi lại càng tham vọng hơn tôi lại càng muốn có nhiều tiền hơn chưa dừng lại ở mức độ tiền tôi còn muốn là sở hữu nhiều thứ của ông thành hơn ông thành là chủ của một khách sạn và năm cái nhà nghỉ đều đứng tên ông việc kinh doanh rất ổn định mỗi tháng thu về cho ông thành rất nhiều tiền chưa kể ông có mấy mảnh đất cũng đứng tên ông nữa mà ông thành chỉ có một người con trai là bố của linh thôi hiện tại thì bố mẹ của linh đang trông coi khách sạn còn năm cái nhà nghỉ kia, ông thuê anh em, trông hộ. Tài sản của ông nhiều như vậy, làm sao mà tiêu hết được? Tôi cũng muốn có một nửa số tài sản đó, hoặc là một trăm những cái nhà nghỉ kia phải thuộc về tôi, thì tôi mới bằng lòng được. Tối nay, bố mẹ Linh về nhà ăn cơm, nên Linh bảo cô giúp việc chuẩn bị bữa tối. Nam thì cứ mải chơi game ở phòng khách. Linh thấy vậy, cô đi ra quát Nam. Suốt ngày chơi game, cất ngay cái điện thoại đi nam vẫn dán mắt vào điện thoại cho anh chơi một lát để anh gỡ lại cái gỡ cái gì mà gỡ màu cất điện thoại đi bố mẹ sắp về tới nơi rồi đấy nam vội tắt game luôn vợ ơi bố mẹ về nhà ăn cơm hay là có chuyện gì thế em thấy ông nội gọi bố mẹ về không biết là ông có chuyện gì bàn với bố mẹ nữa mắt nam sáng rực lên hay là ông gọi bố mẹ về để phân chia tài sản hả em làm sao mà biết được. Ừ nhỉ, anh nói cũng có lý đấy. Hay là con Kiều lại xúi giục gì ông nội rồi? Chia tài sản cũng tốt, vợ chồng mình cũng có phần mà, sau này không cần phải làm nữa, vợ nhỉ? Điên rồi, không làm thì lúc hết tiền lấy cái gì mà đổ vào mồm hả? Tiền ông nội cho, mười mấy tỷ cơ mà. Thôi đi, với mức độ tiêu tiền của anh thì mười mấy tỷ sao mà đủ được. Lo mà làm việc đi, lười thối xác ra rồi đấy. Mà vợ này, ông nội có tất cả bao nhiêu tỷ vậy? Trước em nghe mẹ kể là ông có 100 tỷ, năm mảnh đất, chưa kể nhà nghỉ, khách sạn của ông nữa. Thế thì lần này chia tài sản cho bốn người, thì vợ chồng mình giàu to rồi vợ ạ. Anh nói chia bốn phần á? À? Ừ, bố mẹ với vợ chồng mình là hai phần, còn hai phần là của ông nội và Kiều. Linh nghiến rằng nói, sao phải chia cho nó chứ? Nó mới về đây hai tháng, mà nó đã moi của ông nội bao nhiêu tiền rồi ông nội còn mua ô tô cho nó và cho nó tiền xây nhà mới cho mẹ nó chưa kể tiền đắp lên người nó trong thời gian qua nữa nó được lợi quá nhiều rồi nhưng kiều là vợ của ông nội mà kiều được quyền thừa hưởng tài sản của ông nội mà em biết là vậy nhưng mà em ghét nó và em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu bằng mọi giá em sẽ không để nó được hưởng tài sản của ông đâu bằng cách nào chứ khi Kiều vẫn sống lù lù ở đây? Tôi đứng ở trên cầu thang từ khi nãy và tôi đã nghe hết những gì mà Linh và Nam nói chuyện với nhau. Tôi nhếch mép cười. Linh không muốn ông Thành chia tài sản cho mình. Cô ta tham thật. Thật rõ ràng, mình là vợ của ông Thành mà. Mày được lắm. Vậy thì từ giờ, tao sẽ cho mày biết thế nào là ác giả ác báo nhé. Bố mẹ Linh vừa về tới, Linh đã kéo mẹ vào trong phòng, nói chuyện. Mẹ ơi, ông gọi bố mẹ về làm gì thế hả mẹ mẹ cũng không biết thấy ông nói là về nhà ăn tối rồi ông có chuyện muốn nói thôi hay là ông muốn chia tài sản cho chúng ta ạ à? mẹ cũng không rõ nữa lát nữa ông nói thì mới biết được con ạ à. thế ở nhà bà bà kiều có sống tử tế với ông nội không con không ạ à, nó chỉ yêu tiền của ông thôi mẹ ạ à, chứ nó không yêu thương gì ông đâu nó sống giả tạo lắm ạ à. vậy sao vâng mẹ nhìn nó giả tạo ngứa mắt vô cùng nó mới về đây nhưng nó đã moi của ông nội bao nhiêu tiền rồi ý thế này thì lâu dài nó sẽ moi sạch tiền của ông luôn đấy mẹ nhìn mặt tử tế mà gian xào vậy à con vâng ạ à, cô ta liên tục thách thức con nữa cô ta còn dọa sẽ tống cổ vợ chồng con ra khỏi nhà nữa mẹ ạ à. mẹ linh nổi giận trời đất ơi cứ tưởng nó là con nhà nghèo ngoan ngoãn ai ngờ lại bố láo như thế để ông nội lấy nó là sai lầm rồi. Quá sai lầm đấy mẹ. Nên nếu ông nội chia tài sản cho nó, thì mẹ phải phản đối nhá. Nó không xứng đáng đâu mẹ ạ. Ừ, để mẹ bảo bố con đã. Xem bố con nói gì. Ăn tối xong, chúng tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau. Ông Thành bắt đầu công chuyện. Này, bố gọi hai vợ chồng về nhà. Là bố có việc này muốn nói. Vâng, bố nói đi ạ các con quản lý khách sạn và nhà nghỉ vất vả rồi bây giờ bố muốn chuyển hai cái nhà nghỉ cho kiều quản lý đỡ cho các con vì kiều rảnh rỗi mà ở nhà chơi nên cũng không nên như vậy ý các con thế nào ngay lập tức bọn họ phản đối ngay bố linh liền nói dạ chúng con không vất vả đâu bố ạ bao nhiêu năm nay hai vợ chồng con vẫn quán xuyến hết công việc có vấn đề gì đâu với lại chúng con đồng ý để bố lấy bà kiều là để bố có người chăm sóc lúc bố tuổi già ốm đau. giờ mà để bà Kiều quản lý hai cách nhà nghỉ, thì bà làm gì còn thời gian để chăm sóc bố nữa à? có cô giúp việc rồi, với lại Kiều vừa quản lý nhà nghỉ, vừa chăm sóc bố cũng được mà. dạ không được bố ạ. bà Kiều đi đi lại lại giữa hai nhà nghỉ là hết ngày rồi, làm gì còn thời gian để chăm sóc bố nữa? dù ông Thành có nói thế nào nhưng các con cháu ông ta nhất quyết không đồng ý nhất là bố linh ông thành chỉ có một người con trai duy nhất là ông tùng ông tùng lại rất giỏi ông quán xuyến công việc đâu ra đấy nên lời nói của ông tùng rất có trọng lượng bao năm nay một tay ông tùng lo hết công việc cho ông thành ông thành chỉ ở nhà hưởng phúc thôi nên giờ ông tùng đã phản đối thì ông thành cũng khó mà quyết định được cuộc đàm phán lần một thất bại ngày mai chúng tôi sẽ đàm phán lại một lần nữa nhưng tôi thấy tôi và ông thành sẽ là người thua cuộc bởi con trai và con dâu ông không đồng ý lại thêm hai đứa cháu hù vào với bố mẹ phản đối ông thành nên tôi và ông thành thua là chắc rồi tôi đi về phòng và nghĩ thất bại thật sao mình không cam lòng mình phải nghĩ ra cách gì đó để thay đổi tình thế mới được tôi vừa lên giường nằm ông thành đã ôm tôi tránh xa em ra Kìa vợ, vợ lại giận anh à? Đổ vô tích sự, anh sợ con trai anh à? Em cứ bình tĩnh, rồi anh tính nhé. Mình còn nhiều thời gian mà em. Anh thôi đi, nói thì hay lắm, nhưng không làm được cái trò trống gì hết. Em thất vọng về anh. Thế là tôi không cho ông Thành động vào người tôi nữa. Ông ta năn nỉ mãi, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, nhưng Linh đã định mẹ đi mua sắm cùng cô rồi nam cũng phóng xe đi chơi với bạn ông thành thì sang hàng xóm trời cờ với ông bạn già ở nhà chỉ còn tôi và ông tùng tôi ngồi ở phòng khách và nghĩ giờ mình phải làm sao để chiếm được hai cái nhà nghỉ của ông thành nhỉ con trai ông thành khó tính như vậy thì mình muốn lấy được hai cái nhà nghỉ cũng khó mình phải làm gì bây giờ nhỉ ông tùng đâu có dễ bị môi chuộc mình phải làm sao để dụ được ông ấy và rồi tôi đã nghĩ ra một cách Tuy cách đó hơi mạo hiểm, nhưng có là cách duy nhất có khả năng mua chuộc ông Tùng. Tôi mặc quần đùi áo hai dây ngắn để lộ ngực căng tròn trắng mịn và vòng eo con kiến. Đó là lợi thế của tôi mà bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng thích. Đặc biệt là vòng ba trái đào vô cùng cuốn hút. Vì tuần trước tôi đã đắp vào một khoản tiền kha khá để sửa lại cho đẹp rồi. Tôi nằm sấp mông cong lên, dáng nằm đầy quyến rũ. Tôi nằm lướt điện thoại, và chờ ông Tùng đi xuống. Tôi nghĩ thực tế lắm, nếu ông Tùng không thể mua chuộc được bằng tiền, vậy thì tôi sẽ mua chuộc ông Tùng bằng tình dục. Mà tình dục thì bất cứ người đàn ông nào cũng thích mà. Ông Tùng đi xuống, thấy tôi nằm đó, ông e hẻm đánh tiếng để tôi nghe thấy và ngồi dậy. Nhưng tôi kệ, tôi cứ nằm đó. Này anh Tùng không đi chơi cùng vợ con à? Ông Tùng nhẹ nhàng nói. Không, con thấy hơi mệt nên không đi. Thế bố con đi đâu rồi? Ông Thành đi đánh cờ với bạn rồi. Mà anh Tùng đừng xưng con với Kiều. Kiều thấy ngại lắm. Thì Kiều bây giờ là... Không, Kiều không muốn đâu. Với lại Kiều chỉ là vợ ông Thành trên danh nghĩa thôi. Chứ thực tế thì... Tôi giả vờ xị mặt xuống, vẻ mặt buồn bã. Ông Tùng ngạc nhiên hỏi. Tại sao mẹ lại nói vậy chứ? Bố con không tốt với mẹ à? Không phải là không tốt, mà là ông ấy mất khả năng đàn ông rồi. Mà Kiều thì còn đang trẻ, đang độ tuổi xuân thế này mà lại không thể. Nếu cả đời Kiều sống như vậy, thì sợ Kiều không chịu nổi ý. Bố con không làm được chuyện đó sao? Không làm được, thì sao bố con cứ đòi cưới vợ nhỉ? Ông ấy lấy vợ về, chỉ để ôm, chứ khoản kia không làm gì được. Ngày nào cũng khiến người ta khát khao dạo dực, xong lại không được cái nào. Tùng nghĩ xem, số kiểu có cổ không chứ? Tôi vừa nói, vừa đưa tay lên sở ngực của mình, ánh mắt như khao khát thèm muốn. Tôi sở ngực của mình ngay trước mặt ông Tùng, khiến ông đỏ mặt quay đi. Mẹ đừng làm thế. Tôi vẫn cứ ôm lấy bộ ngực của mình và nói. Vật vã khó chịu quá, ước gì... Ông Tùng là đàn ông, tuy gần 50 tuổi, nhưng ông vẫn phong độ đàn ông lắm. Thấy tôi như vậy, ông cũng bắt đầu nóng người lên. Ông nắm chặt tay, quay mặt, nhưng một số thứ theo bản năng đã bắt đầu. Tôi mới đứng dậy và tiến lại gần phía ông Tùng. "Anh Tùng, anh có thể giúp kiểu không? Chứ kiểu không thể chịu nổi nữa rồi." Đập vào mắt ông Tùng là thân hình nõn nà của tôi, bản năng đàn ông của ông Tùng trỗi dậy. Ngay lập tức, ông Tùng đứng dậy, bế thẳng tôi vào phòng ngủ và chốt cửa lại. Tôi nằm trên giường, ánh mắt lả lơi mời gọi. "Anh yêu, lên đây với em nào." kiều là một cô gái tuyệt vời chưa bao giờ anh có cảm giác lạ mà tuyệt như vậy đấy nếu anh thích thì kiều sẽ là người tình bí mật của anh ông tùng gật đầu đồng ý luôn được nếu em đã tin tưởng thì cả cuộc đời này anh sẽ âm thầm che chở cho em yêu anh thế hôn anh thôi chúng ta dậy đi không mọi người về đấy phải tuyệt đối bí mật đấy em biết rồi mà ông tùng đã tránh phải lưới tình của tôi nên lần đàm phán thứ hai khi ông Thành nói muốn để tôi quản lý hai nhà nghỉ, thì ông Tùng gật đầu đồng ý. Vâng, như vậy cũng được ạ. À. Dạo này quản lý nhiều việc quá, con cũng hơi mệt ạ. À. Này có mẹ kiểu quản lý hai nhà nghỉ cũng tốt. Vợ ông Tùng và Linh nhanh ngược lên. Họ không thể ngờ được là chỉ sau một ngày, ông Tùng lại thay đổi 180 độ như vậy. Linh vội đứng dậy phản đối. Bố à, sao tự dưng bố lại thay đổi như vậy ạ? À? Tối hôm qua bố nói là không đồng ý mà. Sao hôm nay bố lại như vậy chứ? Bố nghĩ kỹ rồi. Giờ bố già rồi. Bố muốn có thời gian nghỉ ngơi. Với lại bố tôn trọng quyết định của ông nội. Ông nội đã nói như vậy. Mình là con là cháu. Thì phải ủng hộ ông chứ con. Tôi ngồi đó nghĩ thầm trong bụng. Linh ơi, mày nghĩ mày đánh bại được tao sao? Mày chưa đủ trình để chơi với tao đâu. Tao đã thâu tóm được hai người đàn ông quyền lực trong cái nhà này rồi đấy. Nếu mày cứ thích dìm tao xuống nữa, thì lần tới, tao sẽ ngủ với chồng mày đấy." Kết thúc buổi nói chuyện, tôi chính thức sở hữu hai cái nhà nghỉ của ông Thành, mà trước đó ông Thành để cho con trai ông là ông Tùng quản lý. Giờ đây, hai cái nhà nghỉ mặt phố đấy chính là của tôi. Tôi sung sướng muốn hết lên, nhưng sợ Linh sẽ tức ói máu nên tôi phải kìm nén niềm sung sướng đó lại. Kể từ khi đó, cứ mỗi tuần một lần, tôi lại bí mật ra khách sạn để hú hí với ông Tùng một lần, vừa thỏa mãn dục vọng vừa được ông Tùng chiều chuộng. Tôi lại thích kiểu tình vụng trộm như thế, cảm giác rất khó tả, vừa thích vừa thú vị. Khi nắm trong tay một số tài sản lớn như đất đai, sổ tiết kiệm và hai cái nhà nghỉ, tôi bắt đầu vênh mặt với đời. Nhớ lại những ngày nghèo khổ trước kia, tôi vẫn luôn cảm thấy tủi nhục. Những ngày tháng ấy đã qua rồi, giờ tôi không cần phải làm gì nữa. Bây giờ, tôi thích làm gì cũng được. Thế nhưng, khi có nhiều tiền, cuộc sống dư giả rồi thì con người ta lại bắt đầu thay tính đổi nết. Tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tôi ăn chơi sành điệu, tiêu xài hoang phí. Tôi bắt đầu lá cả tới những quán bar và thường trở về nhà với bộ dạng say xỉn. Tôi không có bạn nên tôi đi một mình và tôi trở thành khách ruột của quán rượu. Và rồi mỗi lần say xỉn, tôi lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Khi say rượu, tôi biến thành một cô gái hư hỏng dâm đãng. Chỉ cần thấy một người đàn ông nhìn ưng mắt tôi sẽ sẵn sàng qua đêm với người đó. Tôi trở thành một người sống buông thả bản thân, thích tình một đêm và không ràng buộc nhau. 12 giờ đêm, tôi mới mỏ mặt về tới cổng. Này tôi uống hơi nhiều, tại cái anh đẹp trai ở bàn bên, cứ mời rượu, làm tôi uống quá. Giờ say sấp mặt, không biết gì nữa. Tôi cũng không nhớ, tôi đã trả tiền taxi chưa nữa. Tôi đang lúi húi mở cửa. Chìa khóa hôm nay bị sao ấy? Tôi mở mãi mà không được, linh ra mở cửa cô ta gắt gỏng cô giỏi lắm kiểu ạ à, ngày nào cũng rượu trẻ bê tha lại còn thường xuyên đi qua đêm nữa tôi không hiểu ông nội đang nghĩ gì mà lại chứa chấp một người như cô phải tôi thì tôi tống cổ cô lâu rồi tôi cười mỉa linh phải như thế thì mới có chuyện hay cho cô xem chứ nếu không có tôi ở đây chẳng phải cuộc sống của cô rất nhàm chán sao cô im mồm đi không có cô nhà tôi yên ổn lắm sao cô không biến khỏi đây đi nhỉ nhà chồng tôi đây thì sao tôi phải bước nhỉ người bước phải là cô mới đúng đi lấy chồng rồi nhưng lại không về nhà chồng cứ ở dịt ở đây đấy người ta gọi là ăn bám gia đình đấy linh ạ à. tôi và linh đang cãi nhau bất phân thắng bại thì nam ra nói hai người không cãi nhau nữa ông nội chưa ngủ đâu kiểu say rồi đi ngủ đi linh cũng về phòng đi linh vùng vằng rồi đi về phòng cô ta để chồng cô ta đứng cạnh tôi khi tôi say Chứng tỏ là cô ta rất ngu dốt. Tôi thấy Linh đã đi về phòng rồi, tôi bắt đầu nhìn Nam, nháy mắt, sau đó tôi luồn tay vào áo Nam. "Kiểu làm cái trò gì đấy?" Tôi liền xoa tay xuống bụng, rồi xoa xuống vùng nhạy cảm của Nam, rồi nói với giọng lả lơi gạ tình. "Chắc chắn thế, thế này mà ấy thì thích lắm nhỉ?" Câu hỏi sặc mùi tình của tôi khiến Nam sập bẫy, anh ta dán thẳng mắt vào ngực tôi, rồi anh ta nuốt nước bọt ực một cái tôi nháy mắt hỏi sao thế nam nam đưa tay nhìn kiều quyến rũ quá nam thích thích nhiều không thích nhiều lắm ngay từ khi kiều mới về đây nam đã thích kiều rồi được thôi vậy giờ nam về phòng đi có gì đêm nay kiều nhắn tin nhớ thức đấy được nam đợi kiều đấy tôi đi lên phòng thấy ông thành đang nằm ngủ mấy hôm nay thời tiết vừa mưa vừa nắng nên ông ấy rất mệt mỏi tôi thay quần áo rồi ngồi lướt điện thoại hai giờ sáng tôi nhắn tin cho nam thế là nam trả lời ngay tôi và nam đi lên tầng 4 nơi đó không có ai ở cả tôi và nam đã làm tình ở đó chúng tôi ôm nhau hai tiếng rồi về phòng tôi vừa mở cửa phòng ông thành đã ngồi dậy từ bao giờ vợ đi đâu về thế tôi giật bắn cả người sau đó tôi trấn tĩnh lại và nói vợ khát nước nên vợ xuống uống nước trong tình giấc rồi à vợ lấy cho anh cái gậy với. Mấy hôm nay anh thấy người mệt thế, Trần tay cứ đau nhức quá vợ ạ. À. Thế mai vợ đưa chồng đi viện nhé. Ừ, thế cũng được. Ông Thành chống gậy đi vào nhà vệ sinh một cách khó nhọc, tôi nhếch mép cười. Lão già chết tiệt, sao không chết đi cho đỡ ngứa mắt nhỉ? Ngày nào cũng phải nhìn thấy cái bộ dạng của lão mà mình ớn tới tận cổ rồi. Cái nhà này có ba người đàn ông, giờ thì cả ba người đàn ông đều hướng về tôi. Vì tôi đẹp, tôi làm tình giỏi. Mà đàn ông bao giờ cũng bị hấp dẫn bởi một cô gái quyến rũ, có chút dầm đãng mà. Gần sáng, tôi mới ngủ, nên tôi ngủ một mạch tới trưa mới dậy. Vừa bước xuống, tôi thấy Linh đang nấu cơm. Lạ đời thật, hôm nay cô ta lại vào bếp nấu cơm ư? Tôi lại mở tủ lạnh, lấy nước mát uống rồi hỏi Linh. Hôm nay cô vào bếp nấu cơm cơ đấy à? Cô chăm chỉ từ khi nào vậy? Linh quay ra lượm tôi rồi nói này cô giúp việc về nhà có việc tôi không vào bếp để cái nhà này nhịn đói hết à à ra là vậy cô nấu món gì thế bún bò huế nhìn cũng ngon đấy tôi đói quá linh nhếch mép nhìn tôi rồi nói ai nấu cho cô đâu tôi chỉ nấu ba phần thôi đó là ông nội và hai vợ chồng tôi cô muốn ăn thì tự túc trong tủ lạnh hết thịt bò rồi cô phải đi chợ để mua đồ rồi cô được đám linh ạ à. Bao nhiêu thịt bò cô nấu hết luôn Cô muốn tôi phải nhịn đói đúng không Đúng vậy đấy Cô nghĩ tôi có bị ngu đâu Mà tôi nấu đồ ăn cho cô ăn Linh bê ba bát bún bò nóng Bốc hơi nghi ngút ra bàn Rồi ngồi ăn trêu tức tôi Cô ta vừa thổi vừa ăn Ngon thế, ngọt thế Tại ngày nấu ăn của mình cũng không tệ Tôi không thèm nói nhiều với cô ta làm gì Tôi đi ra phía sau Và ấn thẳng mặt cô ta vào bát bún nóng Khiến cô ta bị bỏng mặt Và dãy ruộng bát bún đổ gian, nước chảy xuống đùi cô, khiến cô ta nhảy chồm chồm lên và hét ẩm ý. Đau quá! Cô, sao cô dám làm thế với tôi hả? Tôi túm tóc cô ta và ấn đầu cô ta xuống đống bún đổ trên bàn. Cô nấu bún ngon lắm mà. Giờ thì cô mau ăn hết đống bún cô đổ trên bàn này đi. Ăn hết cho tôi. Cô mà để sót một sợi bún nào là tôi bắt cô liếm sạch cái bàn này luôn đấy. Mau ăn hết cho tôi. Linh kêu ẩm ý lên. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Anh Nam ơi, cứu em. Ông nội ơi, anh Nam ơi. Nghe tiếng vợ gọi, Nam chạy xuống. Thấy tôi đang ấn đầu Linh xuống bàn. Nhưng vì anh ta đã trúng phải bẫy tình của tôi rồi. Nên anh ta chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái. Rồi lặng lẽ quay về phòng. Coi như không nghe thấy tiếng Linh gọi. Còn ông Thành chống gậy đi xuống tới nơi. Thì tôi đã bốc hết chỗ bún trên bàn. Tấm hết vào mồm Linh rồi. Có chuyện gì mà âm mỹ thế hả? thấy ông thành xuống, tôi mới buông linh ra. trên tay tôi vẫn còn nắm tóc của linh. thấy ông nội xuống, linh chạy ra chỗ ông nội và gào khóc thảm thiết. ông ơi, cứu cháu với! nó muốn giết cháu ông ạ. À. cháu bình tĩnh lại, rồi từ từ nói ông nghe nào. ông ơi, nó muốn giết cháu ông ạ. À. nó là con quỷ chứ không phải con người. ông ơi, ông mau đuổi nó đi đi. ông ơi, không có ngày nó giết chết ông cháu mình đấy ông ơi. tôi bình thản đi rửa tay và không có chút biểu hiện gì là sợ hãi cả. Ông Thành nhìn đầu tóc Linh rối xù, dính đầy bún và thịt. Ông mới quay sang hỏi tôi. Kiều, sao em lại đánh cái Linh ra nông nỗi này vậy? Có gì em từ từ bảo nó? Sao em lại đánh nó như vậy chứ? Kiều, sao em lại đánh cái Linh ra nông nỗi vậy? Có gì em từ từ bảo nó? Sao em lại đánh nó như vậy chứ? Tôi ngồi xuống bàn và bình thản nói. Anh chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào thì anh đừng có mà nói em như vậy. Phải có lý do thì em mới đánh cô ta chứ. Tự dưng, em đánh cô ta à? Linh khóc dãy nảy lên. Ông ơi, mặt cháu rát quá, cả đùi cháu cũng bị bỏng nữa, tất cả là do nó ông ạ. À. Nó là con quỷ, đột đốt người ông ơi. Ông phải lấy lại công bằng cho cháu ông ơi. Ông Thành Bảo Linh. Cháu cứ bình tĩnh lại đã, giờ cháu ngồi xuống đây đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện rồi ông thành quay ra hỏi tôi, thế đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Kiểu kể cho anh nghe đi. Tôi thở dài rồi nói, em không thể hiểu tại sao linh lại ghét em như vậy nữa. Anh nhìn đi, nhà bốn người nhưng linh chỉ nấu đồ ăn cho ba người. Linh nói không bao giờ nấu cho em ăn, cũng như không bao giờ linh chấp nhận em là một người nhà. Rõ ràng theo vai vế, em là bà của linh. Tuy em không phải là bà nội ruột của linh, nhưng em vẫn là bà và là người nhà với Linh. Thế sao? Linh lại đối xử với em như vậy à? Đúng là đánh Linh là em sai. Nhưng do Linh thách thức, chửi em, nên em mới bất bình tĩnh như vậy. Em xin lỗi. Ông Thành quay ra hỏi Linh. Có đúng là cháu nấu có ba bát bún không? Linh lý nhí trả lời. Dạ đúng, nhưng mà... Không những gì hết. Cháu làm vậy là cháu không tôn trọng bà. Việc cháu không gọi Kiều là bà, ông đã không trách móc cháu. Vì ông nghĩ hai người là bạn học, nên ông để hai người tự xưng ngô, sao cho thoải mái là được. Thế nhưng, cháu càng ngay càng láo. Kiểu là vợ ông, thì cháu phải tôn trọng kiêu chứ. Cháu lớn bằng từng này rồi, sao cứ phải để ông nói mấy cái vấn đề cơ bản này thế nhỉ? Ông ơi, nhưng mà nó láo quá ông ơi. Nó là con quỷ chứ không phải con người ông ơi. Ông Thành trợn mắt quát linh. Cháu có thôi đi không hả? Cháu cứ thiếu tôn trọng người khác như thế. Bảo sao cháu lại bị đánh Cháu bị đánh không oan đâu Linh ạ à. Linh cứ tưởng ông nội sẽ giúp mình lấy lại công bằng Nhưng ông Thành Lại chửi cô thêm một trận nữa Khiến cô thấy ê chề và nhục mặt Không nói lại được ông Linh bỏ về phòng Thấy Nam vẫn nằm trên giường xem điện thoại Cô liền rằng cái điện thoại của Nam Và ném vào tường Em bị đánh bị gì nhục như vậy Sao anh có thể thản nhiên nằm chơi điện thoại Như không có chuyện gì xảy ra thế hả Nam ngồi bật dậy anh trừng mắt nhìn Linh. Em lại bị sao nữa hả? Anh nhìn đi, nhìn mặt em đi, nhìn đầu tóc em đi, xem có giống con người không hả? Nam thừa biết rồi, nhưng vẫn giờ vờ hỏi. Thế bị làm sao? Bị ngã à? Ngã cái đầu anh ý. Em bị con kia đánh đấy. Con nào? Cái nhà này, ngoài con đĩ kiểu ra, thì còn con đĩ nào nữa hả? Còn khốn kiếp, nó đánh em ra nông nỗi này, mà ông nội còn bênh nó, Chửi em nữa chứ Ông nội lú lẫn thật rồi Mặt em phòng rộp lên rồi Để anh bôi thuốc cho nhé Nào em ngồi xuống đây Linh ngồi xuống ấm ức nói Còn kiểu đó có gì tốt đâu Mà ông nội lại tính nó một cách mù quáng như vậy chứ Nam bụt miệng nói Có thể tính cách kiểu không tốt Nhưng kiểu lại làm tốt những việc khác Việc khác là việc gì chứ Như là biết trêu trong, Biết làm tinh nữa Linh lườm Nam anh nói như rảnh lắm ý anh ngủ với nó rồi à mà anh biết nó làm tinh đúng rồi linh trợn mắt nhìn nam anh vừa nói cái gì anh ngủ với nó á nam giật mình rồi anh vội bẻ lái em điên à anh đang nói chuyện thế em lại nghĩ bậy bạ rồi đấy chính mồm anh vừa nói ra xong giờ anh lại nói em anh nói nhầm một câu thôi mà em đã nghĩ như ngay vậy rồi anh chịu thua em đấy nói xong Nam vã mồ hôi chán. Tí thì lộ rồi. Sau khi bị đánh, Linh bắt đầu nghĩ cách trả thù. Cô ta nằm bàn tính với Nam. Em cay lắm rồi đấy. Nhất định em phải trả đũa cô ta. Nam tò mò hỏi. Trả đũa bằng cách nào? Nửa đêm, cô ta hay đi xuống tầng 1 uống nước lạnh đúng không? Vậy thì em sẽ khiến cho cô ta ngã sấp mặt từ trên cầu thang xuống. Hừm, cứ đợi mà xem. Ngã cầu thang à? Bằng cách nào vậy? Đêm nay, em sẽ đổ đầy dâu ăn ở cầu thang. Nửa đêm, cô ta đang ngái ngủ, cô ta sẽ không để ý đâu. Anh cứ đợi mà xem. 11 giờ đêm, tôi đang nằm xem điện thoại thì có tin nhắn của Nam tới. Đêm nay, Kiều đừng đi xuống tầng uống nước nhé. Cái linh nó tính bẫy Kiều, để Kiều ngã cầu thang đấy. Tôi trả lời, ok, rồi tôi tắt điện thoại đi ngủ. Nửa đêm tôi khát nước, nhưng nghe Nam nói vậy, tôi không xuống tủ lạnh lấy nước nữa sẵn công nước lọng của ông thành để ở trên bàn tôi uống luôn vì ông thành đi lại không vững nên tối nào ông cũng bê sẵn công nước lọc lên phòng còn tôi thích uống nước lạnh nên tôi hay mò xuống tầng 1 để lấy nước lạnh uống Này tôi uống mất công nước của ông thành nên nửa đêm ông thành khát nước quá ông mới dậy và mò mẫm xuống dưới nhà lúc ông thành dậy tôi cũng tỉnh giấc nhưng tôi nghĩ đơn giản là cái linh nó muốn hại tôi thôi chứ ông thành là ông nội của nó thì sao nó có thể hại ông nó được? Nên tôi chỉ nhắc ông Thành bật điện ở cầu thang lên cho sáng mà đi. Rồi tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi vừa nhắm mắt vào, ngủ chưa được vài phút thì tôi nghe tiếng ông Thành kêu ở ngoài. Tôi mới dậy và chạy ra thì thấy ông Thành đã bị ngã, nằm lăn lóc ở dưới cầu thang. Đầu đang chảy rất nhiều máu. Tôi hoảng quá, hét ẩm ý lên. Nằm với Linh mở cửa chạy ra, nhìn thấy ông nội mình đang nằm trên vũng máu. Mặt Linh biến sắc, rồi linh ngất luôn tại chỗ ông thành được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay lúc đó nhưng vì sẵn có bệnh nền trong người sức khỏe lại suy yếu nên ông thành đã chết ở bệnh viện sau cái chết của ông thành linh vô cùng hoảng loạn mọi người không báo công an nhưng tôi biết ông thành chết là do ngã cầu thang và trên cầu thang dính đầy những dầu ăn mà linh đổ lên để tính hại tôi nhưng cô ta không ngờ ông nội của cô ta lại bị cô ta hại chết sau khi đám tang kết thúc cả nhà chúng tôi ngồi nói chuyện linh vô cùng sợ hãi cô ta ngồi im không dám nói câu gì cả bố mẹ linh cũng chỉ nghĩ là do ông thành không cẩn thận nên bị ngã với lại ông thành bị tai biến chân tay cứ hay bị run lật bật đi đứng không vững nên không ai muốn truy cứu chuyện đó nữa người mất thì cũng đã mất rồi người còn sống thì phải tiếp tục sống thôi sự thật như thế nào thì chỉ có tôi và nam và linh là biết rõ nhất từ đó, Linh sợ tôi một phép luôn, vì tôi nắm điểm yếu của cô ta mà. Nên giờ, tôi nói gì, cô ta cũng nghe và không dám phản kháng nửa lời. Ông Thành chết rồi. Tôi bắt đầu làm chủ gia đình. Tôi bắt đầu thâu tóm tất cả tài sản của ông Thành. Nhà nghỉ, tôi đã chiếm được hai cái rồi. Đất tôi cũng có rồi. Xe hơi tôi cũng có rồi. Giờ 100 tỷ trong ngân hàng của ông ấy. Tôi nhất định phải chiếm được ít nhất là một nửa. Ông Tùng và Nam thì tôi không cần lo nữa. Giờ tới lượt Linh cũng nằm gọn trong bàn tay của tôi rồi. Chỉ có vợ ông Tùng là đối thủ cuối cùng của tôi thôi. Ông Thành chết rồi, vấn đề phân chia tài sản trở thành vấn đề nhức nhối nhất. Nhà chúng tôi bắt đầu họp mặt gia đình. Gia đình chúng tôi chỉ có 5 người, bao gồm tôi là vợ ông Thành. Ông Tùng và bà Hoa là con trai và con dâu của ông Thành. Còn có Linh và Nam là cháu gái và cháu rể của ông Thành. Chúng tôi bắt đầu ngồi nói chuyện và thỏa thuận với nhau. Tài sản của ông Thành hiện tại còn 100 tỷ tiền mặt, 5 lô đất thì hai ông đã chia đều 4 lô cho ông Tùng, bà Hoa, Linh, Nam, mỗi người một lô rồi. 5 nhà nghỉ thì hai nhà nghỉ trong số đó ông Thành đã để lại cho tôi. Một khách sạn thì ông Thành cũng đã để lại cho ông Tùng, bà Hoa rồi. Vậy có nghĩa là ông Thành hiện tại còn 100 tỷ, một nhà nghỉ và một lô đất là vẫn đứng tên sở hữu của ông Thành. Số tài sản đó, ông Thành giữ lại để chữa bệnh và sống tới cuối đời. Nhưng này không may ông mất sớm, nên số tài sản đó ông chưa trao lại cho ai cả, và ông Thành cũng chưa kịp làm di chúc để lại. Vậy nên, tôi và các con ông Thành sẽ tự quyết định phân chia tài sản sao cho hợp lý. Linh và Nam thập thò Muốn sở hữu nốt một lô đất và một nhà nghỉ kia. Nên ngay trong buổi nói chuyện, Linh đã nói luôn kiều và bố mẹ đều sở hữu nhiều tài sản hơn vợ chồng con rồi nên con muốn xin kiều và bố mẹ cho vợ chồng con nốt một lô đất và một nhà nghỉ kia hả bảo hoa đồng ý ngay linh nói đúng đấy mẹ cũng đang tính như thế vì hai con ở đây chăm sóc ông bao lâu nay cũng vất vả rồi ông tùng liền nói biết linh và nam là vất vả rồi nhưng chúng ta cũng phải hỏi ý kiến của kiều đã linh tỏ vẻ khó chịu nói kiều mới về đây được vài tháng cô ta đã làm được gì cho cách nhà này đâu sao cô ta lại được hưởng nhiều tài sản của ông nội như vậy chứ còn vợ chồng con ở đây hết lòng chăm sóc ông nội như thế lại không được hưởng nhiều tài sản như cô ta bố mẹ không thấy ông nội không công bằng với chúng con sao bà hoa gật đầu nói đúng rồi anh ạ hai con của mình vất vả như thế mà giờ để hai con sở hữu nhà nghỉ với lô đất ấy là công bằng nhất anh ạ tôi bực qua liền nói linh và nam ở đây làm được cái trò trống gì mà vất vả vậy hai vợ chồng suốt ngày ôm nhau ngủ ông nội đi đâu cũng không biết thế có cần tôi mời cảnh sát về điều tra xem tại sao ông thành bị ngã cầu thang không hả để xem có phải do ông thành tự ngã hay có người cố ý hại linh nghe tôi nói vậy thì sợ mất mật luôn cô ta ngồi im và cắm mặt xuống không dám ngẩng lên bà hoa không biết gì vẫn ra sức bênh con gái ông tùng liền nói mẹ nói như vậy là sao không lẽ cái chết của bố con có uẩn khúc à tất nhiên là có thì tôi mới nói chứ linh vội cắt ngang lời nói của tôi bố ơi con không đòi hỏi gì nữa đâu bố mẹ và kiều tự quyết định đi ạ con không có ý kiến gì nữa ạ bà hoa ngạc nhiên hỏi linh còn sao thế hả sao vừa nghe kiều nói mà con đã sợ như thế hả à không có gì đâu mẹ thôi mọi người cứ bàn tiếp đi ạ Chúng tôi ngồi bàn bạc mãi, nhưng vẫn chưa đi tới hồi kết. Một lô đất và một nhà nghỉ đó tạm thời để chia sau. Còn 100 tỷ, bà Hoa muốn bà và ông Tùng là người thừa kế. Bà nói ông Tùng và bà đã vất vả trông coi giúp ông Thành gần 20 năm nay rồi. Giờ tài sản của ông Thành phải thừa kế lại cho vợ chồng bà là đúng. Linh và Nam cũng đồng ý, vì Linh là con gái của bà Hoa thì tiền về tay bà Hoa thì chắc chắn bà sẽ để lại cho Linh. Con gái của bà rồi Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý Không được Như thế là không công bằng Tôi là vợ ông Thành Số tiền đó phải chia đôi ra làm hai phần Tôi một phần 50 tỷ Còn 50 tỷ kia sẽ là của ông bà Bảo Hòa trợn mắt lên nhìn tôi Bà nghiến răng nói Cô mới về đây được có mấy tháng Nhưng ông Thành đã cho cô bao nhiêu là tài sản rồi Cô hãy an phận với số tài sản khổng lồ ấy đi Đừng có tham 50 tỷ nữa Tham quá hóc rồi chết đấy. Nói như bà tham quá mà hóc chết thì bà sẽ là người chết trước tôi đấy. Cô mới tí tuổi đầu, nhưng cô danh ma hơn tôi nghĩ đấy. Cô không giúp được cái gì cho bố chồng tôi mà cô đòi nuốt thêm 50 tỷ nữa sao? Không có chuyện đấy đâu. Vợ chồng tôi vất vả làm việc cho bố chồng tôi gần 20 năm rồi. Giờ 100 tỷ đó phải là của vợ chồng tôi. Cô mới bước chân vào cái nhà này, cô đã làm được cái việc gì cho bố tôi chưa mà cô đòi hỏi hả? Tôi thản nhiên nói, tôi làm được một việc cao cả mà không ai làm được đâu. Việc gì? Cô nói tôi nghe xem. Đó là làm vợ ông ấy. Mọi người nghĩ ai có thể làm vợ một ông già sắp chết, người đầy bệnh tật và đầu óc biến thái như ông ta? Tôi đã cố gắng hết sức để ở bên cạnh ông ấy, nên 50 tỷ đó phải thuộc về tôi chứ. Bố chồng tôi đã cho cô quá nhiều rồi, sao cô lại tham lam quá đáng như vậy hả? Nếu cô đã tham lam như vậy, thì vợ chồng tôi sẽ thuê luật sư để giải quyết chuyện này tôi liếc mắt nhìn ông tùng ông tùng muốn thuê luật sư để giải quyết chuyện này thật sao ông tùng nhìn tôi rồi ấp úng nói chuyện này chúng ta hãy bàn bạc thêm đi rồi tính tôi lử mắt nhìn ông tùng đe dọa nếu ông ta mà chống đối thì tôi sẽ cho bà hoa biết chuyện ông ta ngủ với tôi tới lúc đó bà hoa sẽ phát rồ phát dại lên có khi bà ấy sốc mà chết luôn ý Tới lúc đó chắc sẽ có nhiều chuyện vui lắm. Tôi và bà Hoa cãi nhau một trận nảy lửa và không tới hồi kết. Cả Nam và ông Tùng đều đã ngủ với tôi rồi, nên giờ họ há miệng mắc quai và sợ tôi để lộ ra. Thì bà Hoa và Linh sẽ không để yên cho họ, nên họ chỉ ngồi đó nghe tôi và bà Hoa khẩu chiến. Bà Hoa bảo ông Tùng gọi điện cho luật sư, nhưng ông Tùng cứ ậm ừ và hẹn một tuần nữa, chúng tôi sẽ học gia đình một lần nữa. Ông Tùng muốn hoãn binh thêm một tuần để tìm hướng giải quyết tốt nhất, để không mất lòng ai. Nhưng tôi biết điều đó là rất khó, bởi vì số tiền của ông Thành không hề nhỏ. Buổi sáng, tôi dậy sớm đi tập thể dục, thì tôi gặp ông Tùng ở sảnh. Anh Tùng, nay dậy sớm vậy? Ừ, mấy hôm nay anh khó ngủ quá. Thế vợ anh tính thuê luật sư đấy à? Ừ, bà ấy cứ bắt anh gọi luật sư về đây làm việc. Anh không biết phải làm sao nữa, Tôi nhách mép cười, đe dọa ông Tùng. Anh tự lo chuyện đó đi. Kiều muốn có 50 tỷ, không hơn không kém. Nếu mà Kiều không có được 50 tỷ, thì bà Hoa sẽ biết chuyện của chúng ta. Và rồi tất cả mọi người sẽ biết chuyện chúng ta ăn nằm với nhau đấy. Anh đã nghĩ tới chuyện đó chưa? Ông Tùng vội nói. Kìa em, em đừng như vậy mà. Bà Hoa mà biết anh ngủ với em, thì bà ấy giết anh mất. Thế thì em phải có 50 tỷ. Anh Tùng hiểu chưa? Chuyện này hơi khó. Vậy thôi, giờ em sẽ vào nói cho bà Hoa biết. Ông Tùng vội kéo tay tôi. Thôi, anh xin em, em đừng làm như vậy. Em nói rồi, em muốn có 50 tỷ. Ông Tùng thở dài rồi nói. Thôi được rồi, anh sẽ nghĩ cách. Tôi nựng má ông Tùng rồi nhẹ nhàng nói. Đấy, thế có phải yêu không nào? Bao lâu rồi mình chưa hẹn hò rồi anh yêu nhỉ? Ông Tùng liền nói nhỏ. Thế chiều này mình gặp ở chỗ cũ nhé Ảnh nhớ kiểu lắm rồi Gặp thì cũng được thôi Vấn đề là anh yêu có ngoan không Có nghe lời em hay không thôi Nếu em có 50 tỷ Em sẽ là người tình bí mật của anh cả đời luôn Anh có muốn có em không Ông Tùng máu dây sồm nổi lên Ông gật đầu lia lịa. Có muốn, anh muốn Chiều gặp nhé Chiều anh sẽ nói anh đi gặp khách hàng Rồi anh tới khách sạn với em Em đến trước, muốn ăn gì cứ gọi luôn nhé. Vâng, em biết rồi. Tôi và ông Tùng đang nói chuyện thì bà Hoa đi ra gọi ông Tùng. Anh Tùng ơi, anh dậy sớm thế. À, anh dậy tập thể dục. Nhìn thấy tôi, bà Hoa lử mắt. Cô làm gì ở đây? Tôi tập thể dục, bà không thấy à? Cô đang tính giở trò gì đúng không? Bà bị điên à? Sao lúc nào bà cũng từ bụng ta suy ra bụng người thế hả? Thôi, cô đừng có diễn trò nữa bản thật cô nham hiểm độc ác như thế nào thì cô tự biết cô đánh lừa được bố chồng tôi chứ cô không lừa được chúng tôi đâu ông tùng vội kéo bà hoa đi vào thôi thôi mình à mới sáng ra mà mình đã lớn tiếng rồi giờ mình vào nhà nghỉ đi mình muốn ăn gì để tôi nấu nào sao anh cứ phải sợ cô ta như thế hả à? anh cứ vậy là cô ta nuốt hết tiền của chúng ta đấy nào nào mình vào nhà đi mình ăn gì để tôi nấu cho mình ăn Tôi bĩu môi. Mình ăn gì để tôi nấu cho mình ăn? Nghe chối tài thế. Hừ, nếu bà ta mà biết ông ngủ với tôi, thì bà ta chém bay đầu ông luôn. Chứ đứng đó mà nịnh nọt, mà lươn lẹo à? Sau màn ân ái cuồng nhiệt với ông Tùng trong khách sạn, tôi lại tiếp tục nhắc vụ 50 tỷ với ông Tùng. Em đã nói rồi, 50 tỷ phải về tay em đấy. Anh nghe rõ chưa hả? Không phải cái kiểu em cho anh cơm no bỏ cưỡi chán chê rồi anh mặc kệ em đâu đấy. Anh biết rồi mà. Với lại em có nhiều tiền thế rồi, em cần tiền làm gì nữa chứ? Tiêu sao hết được. Ai bảo tiêu không hết được. Với lại em có việc của em, em cần nhiều tiền lắm. Được rồi, anh sẽ nghĩ cách để chia 50 tỷ cho em. Anh bắt buộc phải chia, bắt buộc đấy, em không nói nhiều đâu. Vâng, giờ em là bá tướng của anh, em luôn luôn đúng, được chưa? Tôi nhớ ra chiều tối nay có hẹn về ăn cơm với mẹ tôi nên tôi dậy đi tắm để chuẩn bị về. Em về trước đây, em có hẹn với mẹ em. Lát anh về sau nhé. Ừ, em yêu về cẩn thận nhé. Tôi lái xe về nhà, đi qua đường đê quen thuộc, tôi chợt nhớ tới Kiên, mối tình đầu của tôi. Kiên là anh chàng hàng xóm đẹp trai và tốt bụng, người dắt xe máy để đi bộ cùng tôi suốt đoạn đường đê này. Người đàn ông khóc vì tôi, cũng là người khiến tôi rơi nước mắt từ hôm tôi lấy chồng cho tới bây giờ tôi chưa gặp mặt anh ấy không biết bây giờ anh ấy có khỏe không mấy lần về nhà mẹ tôi cố tình ngó sang nhà anh nhưng không thấy tôi thở dài rồi lái xe vừa hát mối tình đầu của tôi vừa lái xe về tới cổng thì thật tình cờ tôi gặp lại kiên anh vẫn giản dị như xưa vẫn đi xe dream ngày đó tôi liền gọi anh kiên ơi Kiên quay lại nhìn tôi cười. Kiều đấy hả? À? Lâu không gặp, em có khỏe không? Dạ, em khỏe. Anh dạo này thế nào rồi? Sắp lấy vợ chưa hả? À? Mọi thứ đều ổn cả, chỉ có điều là anh ế thôi. Chắc anh lại kén quá chứ gì? Kén gì đâu em. Anh nghèo nên không ai muốn lấy một người nghèo như anh cả. Câu nói đau lòng của Kiên khiến cả tôi và Kiên đều nhớ lại những không vui ngày trước. Thấy tôi buồn, kiên liền lảng sang chuyện khác ngay thế chồng em đâu sao không về cùng em vậy chồng em chết rồi hả sao lại chết chồng em già rồi lại mắc nhiều bệnh nền nên chết sớm hơn dự kiến thôi mà vậy à xin chia buồn với em và gia đình nhé cảm ơn anh ạ à. gặp lại kiên tôi vui lắm tôi không muốn nói lời tạm biệt với anh ấy đâu tôi sợ sợ sẽ không gặp được anh ấy thêm một lần nào nữa Tôi và anh đứng nhìn nhau một lúc lâu. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng cả hai đang trào sân tình cảm. Tôi ngồi ăn cơm với mẹ. Tự dưng mẹ hỏi tôi một câu khiến tôi nghẹn lòng. Còn vừa gặp lại thằng Kiên à? Dạ. Thằng Kiên là người tốt. Giá như... Thôi, mẹ đừng nói mấy cái chuyện đó nữa. Giờ con còn bận nhiều chuyện lắm. Còn bận chuyện gì thế hả con? Con đang tranh chấp vụ 50 tỷ với bà Hoa. Mẹ tôi liền nói. Thôi con ơi, con có nhiều tiền rồi mà con. Con tranh chấp với người ta làm gì? Con về đây với mẹ, chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau con nhé. 50 tỷ đấy mẹ, một số tiền không nhỏ, sao con có thể từ bỏ được chứ? Thôi, mẹ xin con, con về đó sống mấy tháng thôi mà, ông Thành đã cho con nhiều thứ rồi mà con. Con đừng tranh chấp nữa, về đấy sống bình yên với mẹ. Chúng ta có nhà đẹp rồi, có tiền gửi tiết kiệm rồi. Cuộc sống của mẹ con mình, giờ rất tốt mà con. Mẹ tôi cứ gản tôi mãi, như một đứa tham vọng như tôi, làm sao có thể dừng lại được. Mẹ tôi nói tôi mãi, nhưng tôi không nghe, 50 tỷ đâu phải là số tiền nhỏ đâu. Làm sao tôi có thể dễ dàng buông bỏ như thế? Mẹ tôi không khuyên can tôi được, bà sắc nhờ kiên, nhờ kiên khuyên quan tôi. Nhưng tôi đã quyết rồi, tầm này không ai có thể khiến tôi dừng lại được. Tôi ngủ lại với mẹ một tối, sáng hôm sau tôi mới về. Lúc đưa tôi ra cổng, mẹ tôi vẫn nói. Con gái, về đây ở với mẹ đi. Mẹ sẽ chăm sóc con cả cuộc đời này. Vậy mẹ trợ con lấy được 50 tỷ, rồi con về với mẹ nhé. Lúc đó, con sẽ không bao giờ xa mẹ nữa. Chúng ta ở bình yên bên nhau mẹ nhé. Chúng ta có nhiều tiền rồi mà con, con không cần phải tranh chấp với họ nữa. Thôi con đi đây, mẹ nghỉ đi nhé. Tôi lên xe ô tô và nổ máy, như một thói quen, tôi liếc mắt nhìn về phía nhà anh Kiên và tôi bắt gặp anh ấy cũng đang đứng ở sân nhìn về phía tôi. Ánh mắt đấy khiến tôi luống cuống, tôi vội vàng quay xe và đi thẳng. Nhìn qua gương xe, tôi thấy mẹ tôi và Kiên đang đứng nhìn theo tôi. Bóng dáng ấy tôi không bao giờ quên được. Sau một tuần đàm phán thì 100 tỷ của ông Thành được chia như sau. Tôi 50 tỷ ông Tùng với bảo Hoa 50 tỷ, còn lô đất với một nhà nghỉ kia chia cho Linh và Nam. Còn cái nhà chúng tôi đang ở thì để lại cho ông Tùng, vì ông Tùng là con trai ông Thành và ông Tùng là người hương khói cho bố mình sau này. Tài sản chia xong rồi, ông Tùng và Nam vốn cùng một ruột với tôi, nên không nói năng gì thêm nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đó, Linh sợ tôi bới lại chuyện cô ta đổi dầu ăn ở cầu thang khiến ông nội mình bị ngã. Nên cô ta rất an phận, không ý kiến gì. Chỉ có bảo Hoa là bà không chấp nhận chuyện đó. Bà ta nói tôi mới về đây được vài tháng thôi, mà tôi lại được chia một nửa tài sản của ông Thành. Nên bà ta không cam lòng. Thấy tôi ngồi ung um dung ở phòng khách, bà Hoa lại ngồi xuống và nói. Cô giỏi thật đấy Kiều ạ. À, giờ cô ấm trong tay quá nhiều tài sản như thế, chẳng cô vui lắm nhỉ? Việc có nhiều tài sản đúng là rất vui, nhưng vẫn không vui bằng việc tôi thắng bà đâu. Việc đó mới khiến tôi vui đấy bà Hoa ạ. Bà Hoa nghiến răng nghiến lợi. Cô đừng có vội đắc ý. Ăn tham, có ngày hóc chết đấy. Vậy còn phải xem, ai mới là người bị hóc chết? Cô, cô đúng là con cáo già mà. Còn nhiều chuyện hay lắm, nhưng bà làm sao mà biết được chứ? Vậy nên, bà đừng có mở miệng ra là chê bai người khác. Bà hiểu chưa? Bà Hoa tức lắm, nhưng không làm gì được tôi cả. Bởi mỗi lần bà ta nổi khủng lên, muốn gây sự với tôi thì ông tùng lại can ngăn và kéo bà ấy đi nên bà ấy chẳng làm được gì tôi cả tôi lên phòng dọn quần áo để chuẩn bị về nhà với mẹ mọi chuyện đúng theo ý của tôi rồi giờ tôi đã có rất nhiều tiền sau này hai mẹ con tôi sẽ sống một cuộc sống sung túc và hạnh phúc cả đời tôi và mẹ sẽ không bao giờ xa nhau nữa bảo hoa tới khách sạn thì người thám tử bà thuê tới tìm bà có kết quả chưa dạ tôi đã bám sát ông tùng một tháng nay và đã tìm ra cô gái mà ông tùng đang qua lại rồi bà ạ còn đi đấy là con nào thế nó ở đâu cô gái đó là người trong gia đình bà đấy người trong gia đình tôi ư không lẽ là nó là kiều thưa bà ông tùng và kiều đã qua lại với nhau hơn hai tháng nay rồi tôi đã có đủ bằng chứng của họ tôi gửi bà xem bà hoa sau khi biết sự thật bà như muốn phát điên lên toàn thân bà nóng gian như sắp phát nổ vậy bà giận dữ hét lên dọn đồ xong tôi kéo hết đồ của tôi ra xe ô tô rồi tôi quay lại nhìn ngôi nhà của ông thành và nghĩ mình cứ tưởng mình sẽ phải sống cuộc sống tẻ nhạt trong ngôi nhà này cả đời nhưng không ngờ mình lại nhanh chóng rời khỏi đây như vậy đã thế mình lại kiếm được một số tài sản lớn mang về nhà mình nữa đời đúng như mình mơ rồi mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại tạm biệt tôi lên xe và đi thẳng về nhà thấy tôi về, mẹ tôi mừng lắm, từ bây giờ bà không phải thấp thỏm lo lắng cho tôi nữa. Tôi thề là sẽ không bao giờ để mẹ tôi phải lo lắng cho tôi nữa. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ chăm sóc và bù đắp cho mẹ tất cả. Mẹ tôi đã vất vả quá nhiều rồi. Số tài sản tôi kiếm được sau khi đánh đổi những ngày tháng thanh xuân của mình, bây giờ là 50 tỷ, một lô đất mặt phố, hai nhà nghỉ mặt phố luôn, chưa kể một sổ tiết kiệm 500 triệu mẹ tôi giữ còn có xe ô tô và những đồ giá trị tôi đang sử dụng nữa tôi thấy sự đánh đổi của mình hoàn toàn xứng đáng bây giờ hai mẹ con tôi không cần phải làm gì nữa giờ chỉ lo hưởng phúc thôi tôi về nhà sống với mẹ yên bình được một tuần tôi bắt đầu muốn quay lại với kiên nhưng hình như kiên tránh mặt tôi lần nào thấy tôi anh cũng luôn lấy cớ phải đi đâu đó để không nói chuyện với tôi hôm nay cũng vậy tôi vừa sang tới sân nhà anh thì anh đã đi ra và nói kiểu đấy hả? À? Dạ anh ơi, sang nhà em ăn cơm, mẹ em nấu rồi ạ. À? Kiền gãi đầu rồi nói để bữa khác nhé, giờ anh phải đi có việc rồi. Anh lại tránh mặt em đúng không? Không, anh có tránh mặt em đâu, em đừng nói thế. Anh đừng nói dối em nữa. Em biết bây giờ em không còn là em của ngày trước. Nhưng nếu anh không thương em nữa, thì anh nói thẳng với em một câu chứ anh đừng tránh mặt em như vậy em buồn lắm không phải đâu anh thương em anh rất thương em mà anh chưa bao giờ hết thương em cả anh thương em nhiều lắm kiểu ạ à. thế sao anh lại tránh mặt em cả tuần này em cứ sang tìm anh là anh lại lấy lý do để có việc tránh mặt em vậy anh anh làm sao anh nói em nghe tại vì bây giờ anh vẫn nghèo anh thấy mình không xứng với em nên anh không dám gặp mặt em anh sợ anh sẽ. Không để Kiên nói hết câu, tôi đã túm lấy cổ áo Kiên và hôn chụt vào môi anh một cái. Anh không được nói như vậy. Em đã làm nhiều việc sai trái mà. Anh không trách em, mà lại tự trách bản thân mình thế à? Kiên nắm tay tôi, đành ngập ngừng nói. Em không chê anh nghèo chứ? Anh nghèo nhưng tình cảm không ai nhiều bằng anh đâu. Vâng, em biết rồi mà. Giờ anh sang nhà ăn cơm với em và mẹ em nhé mẹ mong anh lắm đấy kiên gật đầu đồng ý luôn Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt như sợ buông ra thì sẽ mất nhau lần nữa vậy tình cảm ngày xưa cứ ùa về ôm lấy hai trái tim đang hạnh phúc ăn tối xong tôi rủ kiên đi dạo anh ơi mình đi dạo đi được vậy mình ra bờ đê hóng gió nhé vâng ạ à. em còn nhớ ngày xưa có người đã dắt xe máy để đi bộ cùng em ở bờ đê đấy em vẫn nhớ à vâng những gì liên quan tới anh em đều nhớ hết mà. Cảm ơn em, đã luôn nhớ tới anh nhé. Cảm ơn gì chứ, được quay về với anh như thế này là em biết ơn cuộc đời lắm rồi ạ. Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em cả cuộc đời, anh hứa đấy. Bảo Hoa đang ngồi ở khách sạn thì bà có chuông điện thoại. Tôi nghe đây, mục tiêu đang đi bộ ra bờ đê vắng cùng bạn trai thưa bà, vậy chúng tôi ra tay nhé. Ừ, nhanh gọn lại cho tôi, đừng có để lộ đấy vâng chúng tôi biết rồi thưa bà bà hoa tắt điện thoại rồi nhếch mép cười để tao xem khi mày bị hủy hoại khuôn mặt thì còn ai thèm cái mặt mày nữa còn đĩ thoã buổi tối hôm nay trăng sáng gió thổi từ cánh đồng lúa lên bờ đê thật dễ chịu tôi và kiên nắm tay nhau đi dạo trên bờ đê chúng tôi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp của ngày xưa chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc ngập tràn như thế người đàn ông đang nắm tay tôi lúc này cũng là mối tình đầu của tôi. anh đã ở bên tôi lặng lẽ, quan tâm tôi từ cái thời tôi còn vất vả, chặt vật với cuộc đời. cho tới bây giờ, khi tôi đã có tất cả mọi thứ rồi, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, nắm tay tôi như thế này. tôi và anh đang bàn với nhau, vài tháng nữa chúng tôi sẽ về chung một nhà. tôi còn dự tính là đám cưới của chúng tôi sẽ thật giản dị, không phô trương. chúng tôi còn tính sẽ sinh năm đứa con, cho vui cửa vui nhà vì anh chỉ có một mình anh, bà nhà tôi cũng có một mình tôi, nên sau này chúng tôi muốn có nhiều con. tôi đã tưởng tượng ra những ngày tháng sau này chúng tôi ở bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc. Hai đứa cứ vừa đi vừa nói bao nhiêu là chuyện. bất chợt từ phía sau chúng tôi có một chiếc xe ô tô màu đen đi tới, ánh đèn dọi thẳng vào mặt kiên. kiên đẩy tôi ra phía sau anh, thì chiếc xe dừng lại. bốn người đàn ông trong xe bước xuống, họ lao vào đánh tôi và kiên tôi hoảng sợ la hết ẩm ý. Nhưng ở đoạn đây vắng này, làm gì có ai, nhà dân ở phía xa đằng kia, thì làm sao mà họ có thể nghe thấy được. Kiên cố gắng bảo vệ tôi, nhưng anh bị hai người đàn ông bịt mặt, kéo ra. Anh bị họ đánh liên tiếp vào mặt, anh loạn trọng và ngã xuống ngay trước mặt tôi. Trong lúc hoảng loạn, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát thân, thì tôi bị dội axit vào mặt. Tôi cảm thấy toàn thân tôi, từ đầu xuống chân bỏng sát, tới mức mất cảm giác luôn rồi tôi gục xuống và không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy mình nằm trong bệnh viện và tôi bị tạt axit nên bị bỏng từ đầu xuống chân, nhưng khuôn mặt là nặng nhất. Vừa tỉnh lại, tôi thấy Kiên đang nắm tay tôi, nhưng khi thấy toàn thân mình bị bỏng và băng kín từ đầu tới chân là tôi đã hiểu mọi điều tốt đẹp của tôi đã kết thúc. Cả giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc của tôi với Kiên cũng chấm dứt rồi. Mọi thứ kết thúc thật rồi. Những ngày tháng sau này, tôi phải sống sao đây? Tôi biết phải làm sao đây? Tôi hoảng loạn và hết ẩm ý lên. Mẹ tôi và Kiên cố gắng giữ và động viên tôi. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Tôi liên tục dạy dụa. Bác sĩ phải tiêm thuốc để tôi ngủ. Thì lúc đó tôi mới nằm yên được. Tám tháng sau, tôi thay quần áo để đi chợ cùng với chồng. Đây là lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để đi chơi cùng chồng tôi. Kể từ khi tôi ở bệnh viện về đứng trước gương tôi thở dài mình có nên đi chơi cùng anh ấy không nhỉ kiên chồng tôi đi vào và gọi vợ yêu mình đi thôi em nhưng mà em vẫn thấy ngại anh ạ à. có gì đâu mà ngại chứ anh không cảm thấy xấu hổ khi đi cùng một người xấu xí như vợ à trong mắt anh vợ anh lúc nào cũng đẹp nhất vợ ạ à. em thấy mình có khác gì con yêu quái đâu ạ à? chồng tôi hôn vào má tôi một cái rồi nói làm gì có con yêu quái nào mà lại đáng yêu như vợ của anh chứ? Nào, mình đi. Đi hội trợ thôi. Nghe mẹ nói họ bày bán nhiều đồ lắm. Lại có chương trình ca nhạc nữa. Mình đi thôi vợ. Dạ. Người đàn ông nắm tay tôi, đi qua bao sông, bao sông bão, vẫn là kiên. Anh đã luôn ở bên và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian tôi nằm viện điều trị. Hơn nửa năm điều trị và trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Giờ mặt tôi đã đỡ sợ hơn một chút, nhưng tôi không còn là cô gái xinh đẹp như ngày xưa nữa nhưng anh chưa bao giờ buông tay tôi dù chỉ một lần cũng chính là anh người đã giúp tôi vượt qua những hận thù trong cuộc sống để tôi có thể sống một cuộc đời yên bình bên anh như ngày hôm nay cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp anh tình yêu vĩ đại của lòng tôi